Một tối nọ, Minh Chiết tan làm về nhà thì bất ngờ nghe thấy chuông điện thoại phát ra từ thùng rác bên đường. Đi theo tiếng chuông, anh lấy ra từ một chiếc túi đen một điện thoại cũ được đựng trong túi đựng vật chứng. Sau khi nghe máy, đầu dây bên kia gọi tên anh ra. Tiếp đó, người đó nói trong một hầm trú ẩn bỏ hoang sau công viên Hoa Đô có một thi thể bé gái, nhìn quần áo rất giống với Mã Tiểu Tĩnh đã mất tích từ lâu. Minh Chiết nghe tên này thì vô cùng kinh ngạc, vừa định hỏi đầu dây bên kia làm sao biết thì chỉ nghe thấy một tiếng trầm, bên kia không còn động tĩnh nữa. Minh Chiết nhìn vào điện thoại này, phát hiện màn hình đã đen, tưởng là hỏng nên mang đi sửa, ai ngờ lại bị nhân viên báo điện thoại này vốn đã hỏng, không thể gọi điện được. Thật sự hỏng rồi, tôi có lừa ai thì cũng không thể lừa cảnh sát chứ. Nhưng mà tôi vừa mới dùng nó gọi điện mà. Cảnh sát, dạo này có phải việc của cậu quá bận, áp lực quá lớn không? Cậu mau về nhà ngủ một giấc đi, nếu không thì não sẽ có vấn đề mất. Minh Chiết biết giọng nói vừa rồi chắc chắn là thật, cho rằng chuyện này có vấn đề. Vì vậy, anh đã đến hầm trú ẩn bỏ hoang trong công viên theo địa chỉ mà đầu dây bên kia đã nói. Sau khi vào trong tìm một hồi thì quả nhiên ở trong cùng, anh phát hiện một bộ xương trẻ em. Anh lập tức liên lạc với đội cảnh sát hình sự của thành phố, đội Hà Quân tới hiện trường. Thấy bộ xương trẻ em này cũng suy tư, sau đó cảnh sát đưa bộ xương về đồn và đưa Minh Chiết về thẩm vấn. Hà Quân rất tò mò không biết anh biết ở đó có thi thể bằng cách nào. Minh Chiết kể lại chuyện điện thoại, Hà Quân nghe xong thì tỏ ra không tin. Lúc này, kết quả giám định thi thể đã có. Sau khi đối chiếu DNA, xác nhận bé gái này là Mã Tiểu Tĩnh đã mất tích 15 năm trước. Nghe đến đây, Minh Chiết choáng váng. Hóa ra cuộc điện thoại đó nói toàn là sự thật. Báo cáo cho thấy trên thi thể có nhiều vết gãy xương, hộp sọ cũng bị tổn thương. Pháp y nghi nạn nhân khi còn sống đã bị oánh từ ngoài hoặc ngã từ trên cao xuống. Do thời gian chết đã quá lâu, không thể xác định được nguyên nhân chết thực sự. Song trên ngón tay của người chết có phát hiện một tay hổ. Minh Chiết nghe thấy vậy vội chạy đến xem, nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi xông vào. Bà là mẹ của người chết Mã Tiểu Tĩnh, đã khổ sở tìm con gái 15 năm, thấy đống xương trắng. Chút hy vọng còn sót lại trong lòng bà đã hoàn toàn tan biến, bà gào khóc thảm thiết, không tin con gái mình đã qua đời. Thậm chí còn liên tục cầu xin Hà Quân hãy giúp họ tìm con. Thấy vẻ đau khổ của bà, Minh Chiết lại nhớ về ký ức thời thơ ấu. Năm 2003, khi anh còn học tiểu học, các bạn cùng lớp luôn bắt nạt anh, nói anh là con trai kẻ giết người. Minh Chiết bị bắt nạt lâu ngày, tức giận nên đã mua một tay hổ để phòng thân. Hôm đó khi Minh Chiết định phản công đám bắt nạt thì Mã Tiểu Tĩnh không nhìn nổi nữa, chạy gọi bảo vệ đến cứu cậu. Lúc đó, mẹ Tiểu Tĩnh đang bán đồ ăn vặt trước cổng trường. Sau khi giúp Minh Chiết, cô còn mời anh ăn xúc xích nướng khi tan học. Để đáp lại, anh đã tặng tay hổ mới mua cho cô như quà, hai người trở thành bạn bè từ ngày hôm đó. Nhưng ngay hôm sau, Mã Tiểu Tĩnh không đến trường, giáo viên bị cảnh sát gọi đi điều tra. Tiếp đó, tin tức bắt đầu đưa tin về vụ Mã Tiểu Tĩnh mất tích. Minh Chiết xem tin. Cậu nhớ lại lần cuối cùng gặp cô là vào sáng hôm đó khi đi học. Cậu thấy cô đang giúp một người đàn ông bị tật đẩy xe ba bánh. Minh Chiết kể lại cho mẹ nghe. Nhưng mẹ cho rằng cậu không nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Báo cảnh sát chắc chắn vô ích nên bảo cậu đừng xen vào chuyện người khác. Nhưng sau đó Minh Chiết vẫn đến đồn cảnh sát. Sau khi đến trước cửa, cậu sợ hãi, nghĩ đến lời mẹ nói cậu lại quay về. Sau đó mỗi khi tan học cậu đều thấy mẹ Tiểu Tĩnh không ngừng phát tờ rơi tìm con, thậm chí cả trên xe bán đồ ăn vặt cũng dán đầy báo tìm người. Từ tiểu học đến cấp 2 rồi đến khi tốt nghiệp đại học, bà đã kiên trì suốt 15 năm, nghĩ đến sự yếu đuối và bất lực năm xưa. Anh cầu xin Hà Quân cho anh cùng điều tra vụ án này. Hà Quân định từ chối thì Minh Chiết lập tức nói ra chuyện tay hổ, anh còn nghi trên đó có manh mối về hung thủ. Vừa dứt lời, cảnh sát từ phòng kỹ thuật mang báo cáo đến, đúng như Minh Chiết phỏng đoán. Trên tay hổ còn có DNA của người khác, Hà Quân thấy Minh Chiết có chút năng lực, nên để anh đi điều tra xem ai là người gọi điện báo án, cũng coi như là đã công nhận anh. Anh tháo điện thoại ra thì phát hiện trong còn có một thẻ điện thoại. Như nhân viên sửa nói thẻ này đã bị hỏng nặng, không thể khôi phục được, theo lý thì đồ cổ đó không thể nhận bất kỳ cuộc gọi nào. Điều này khiến Minh Chiết cảm thấy ngày càng kỳ lạ. Mà bên cục cảnh sát lúc này, sau khi Hà Quân đối chiếu DNA trên tay hổ, phát hiện nó có nhiễm sắc thể y giống DNA của một tên cướp bị bắt cách đây 2 ngày, An Hoài Lương, hắn năm nay mới 21 tuổi. Rõ ràng không liên quan đến vụ mất tích năm xưa, vì vậy cảnh sát đã đi kiểm tra da phả của hắn và tìm ra 4 nghi phạm. Để có thể đối chiếu chính xác hơn với DNA trên tay hổ, Hà Quân bèn dẫn theo cấp dưới giả danh là cảnh sát hộ khẩu đi thu thập thông tin, đến nhà họ để thu thập máu, còn sắp xếp người theo dõi hành tung của 4 người này. Sau khi đối chiếu, xác nhận được trong đó có một người tên An Đại Bằng hoàn toàn khớp với DNA trên tay hổ. Cảnh sát quyết định lập tức đến bắt người. Từ cảnh sát giám sát, họ biết An Đại Bằng cả ngày không ra khỏi nhà. Hà Quân bèn dẫn người ập vào, ai ngờ đến nơi chỉ thấy một shipper trong nhà, còn An Đại Bằng thì đã biến mất. Lúc này, Minh Chiết chú ý thấy trong nhà có một gói hàng ghi là đồng phục đặt may. Hà Quân nhận ra shipper vừa rời đi là An Đại Bằng. Đợi đến khi họ xuống dưới thì Minh Chiết thấy có một shipper đang rời đi, anh đuổi theo và đã vật ngã người đó, nhưng kết quả lại bắt nhầm người. Còn An Đại Bằng lúc này đã thay quần áo và trốn thoát, Hà Quân đã xin lệnh truy nã, sau đó đến các nhà ga bắt đầu tìm. Từ một tài xế xe ôm, cảnh sát biết ông ta đã bị đồng nghiệp của anh chở đi. Theo manh mối này, cảnh sát đã xác định được vị trí của xe ôm đó. Cuối cùng,
tại một bãi cỏ hoang ở ngoại ô, ông ta đã bị bắt giữ và được đưa về phòng thẩm vấn. Hỏi lý do bỏ trốn, An Đại Bằng nói chỉ vì trốn nợ. Cảnh sát vừa mới lấy xong dấu vân tay và mẫu méo của ông thì ông đã chạy ra ngoài trốn nợ rồi. Nếu cô nói vậy thì hơi khéo quá. Đồng chí cảnh sát, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên trốn nợ. Nợ thì phải trả là lẽ thường tình. Chỉ cần đợi tôi ra ngoài, tôi sẽ bán xe, trả hết số tiền này. Thế là xong mà. Thấy ông ta nói nhảm, Hà Quân lấy ảnh Mã Tiểu Tĩnh ra cho ông ta nhận dạng. Ông ta xem xong thì nói chưa từng gặp đứa trẻ này. Sau đó cô lại giơ ảnh tay hổ trên tay xác Mã Tiểu Tĩnh, nói ra toàn bộ bằng chứng đã tìm được. Nghe những lời này, An Đại Bằng lập tức thay đổi thái độ. Đầu tiên là xin lỗi Hà Quân, sau đó thừa nhận mình đã gặp Mã Tiểu Tĩnh. Hơn nữa ông ta còn suýt nữa cứu được cô. 15 năm trước, An Đại Bằng vẫn còn sống trong nhà tôn ở sau công viên. Vào đêm ngày 11 tháng 1, khi đó trời đang mưa rất to, ông ta chạy về nhà thì nghe thấy tiếng động từ nhà hàng xóm. Ông ta đi sang xem thì phát hiện có một bé gái bị hàng xóm trói lại, hơn nữa hàng xóm đó còn động tay động chân với cô. An Đại Bằng không nhìn nổi nữa nên đã tạo chút tiếng động để thu hút hàng xóm, rồi nhân cơ hội vào nhà, vội cởi trói cho cô. Ai ngờ khi Mã Tiểu Tĩnh tỉnh lại, tưởng An Đại Bằng là kẻ xấu nên đã cầm tay hổ chọt ông ta. Khi cô định chạy thì hàng xóm lại quay lại, hất cô sang một bên. Thấy vậy, An Đại Bằng bèn oánh nhau với tên sát nhân. Còn cô gái thì nhân cơ hội đó chạy mất. Sau đó An Đại Bằng bị tên sát nhân đẩy ngã. Đến khi tỉnh lại thì tên sát nhân đã chạy đuổi theo Mã Tiểu Tĩnh và mất hút. Sau đó lũ quét núi xảy ra, ông ta đành chạy xuống núi để giữ mạng. Chủ tiệm tạp hóa dưới chân núi biết chuyện này. Còn về sau đó cô thế nào thì ông ta không rõ. Bây giờ nghĩ lại thì cô đã bị giết vào đêm hôm đó. Còn An Đại Bằng lúc đó không báo cảnh sát vì sợ bị trả thù. Ông ta chỉ nhớ hàng xóm đó họ Trần, là quản lý công viên. Nếu cảnh sát tìm được người đó, An Đại Bằng có thể đối chất. Sau khi hiểu rõ sự việc, Hà Quân lập tức dẫn người đến nhà tôn mà ông ta đã nói để điều tra. Minh Chiết chú ý thấy trong góc nhà có một chiếc thùng sắt dùng để bán đồ ăn chín. Anh hơi tò mò không biết một quản lý cần thứ này để làm gì. Sau đó trong nhà cũng tìm thấy giấy tờ tùy thân của nghi phạm, biết ông tên là Trần Dũng, nhưng sau khi điều tra hồ sơ, không ai ngờ ông đã ở bệnh viện tâm thần 15 năm. Hà Quân cho ông xem ảnh Mã Tiểu Tĩnh, ông thừa nhận đã gặp cô, nhưng sau đó bệnh tình của ông bắt đầu tái phát. Bác sĩ lập tức cắt ngang cuộc gặp. Khi Trần Dũng rời đi, Minh Chiết thấy chân Trần Dũng bị khập khiễng, anh lại nhớ đến lần cuối gặp Mã Tiểu Tĩnh, khi đó cô đang giúp một người đẩy xe đẩy. Anh tức giận xông lên túm lấy áo Trần Dũng, ép hỏi ông có phải là người đã giết Mã Tiểu Tĩnh không. Sau khi Hà Quân kéo họ ra, Trần Dũng cũng cuối cùng đã nói, tôi đã giết một cô bé tím. Ông nói gì cơ, cô bé tím, là tôi giết, mau đưa ông ta đi, là tôi giết. Sau khi Trần Dũng tự mình thừa nhận, cảnh sát lại xem lại hồ sơ vụ án năm đó. Xác nhận Mã Tiểu Tĩnh mặc áo màu tím vào ngày mất tích, Minh Chiết tin chắc Trần Dũng là hung thủ. Nhưng Hà Quân cho rằng bây giờ ông có vấn đề về tâm thần nên chưa thể tin. Lúc này, Minh Chiết đã kể hết mọi chuyện năm đó, thừa nhận mình là nhân chứng năm đó, đã thấy Mã Tiểu Tĩnh giúp một người đàn ông khập khiễng đẩy xe đẩy. Cũng trực diện với sự yếu đuối và vô dụng của mình khi còn nhỏ, bởi vì bí mật này ở trong lòng anh gần như đã trở thành ác mộng. Trong thâm tâm, anh muốn bắt được hung thủ hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, anh phán đoán Trần Dũng là hung thủ không chỉ vì điểm này. Trong báo cáo khám nghiệm thi thể trước đó của pháp y có nói, trên cơ thể Mã Tiểu Tĩnh có nhiều vết gãy xương, suy đoán là do ngã từ trên cao hoặc bị oánh dập. Hồ sơ nhập viện của Trần Dũng cũng ghi trên cơ thể ông ta có nhiều vết thương. Thời gian nhập viện là ngày 12 tháng 1, tức là ngày hôm sau khi Mã Tiểu Tĩnh mất tích. Kết hợp hai điểm này có thể suy đoán hợp lý. Tối ngày 11 tháng 1, Mã Tiểu Tĩnh và Trần Dũng sau khi rời khỏi nhà, Trần Dũng đã cùng ngã từ trên đỉnh núi xuống. Mã Tiểu Tĩnh chết, Trần Dũng hoảng sợ, bị tâm thần. Trần Dũng cũng tự mình thừa nhận, ông ta đã giết một cô bé tím. Ngày Mã Tiểu Tĩnh mất tích, cô ấy mặc một chiếc áo màu tím. Hà Quân nghe xong phân tích của Minh Chiết thì nhận ra có một vấn đề, Trần Dũng là quản lý công viên. Tại thời điểm xảy ra vụ án, sao ông không đi làm mà lại đẩy xe ba bánh trên phố? Theo Hà Quân, hiện tại không có bằng chứng xác thực nên không thể kết luận vội. Ngoài việc điều tra Trần Dũng, còn phải điều tra cả An Đại Bằng đáng ngờ kia. Sau đó Hà Quân đưa Minh Chiết đến tiệm tạp hóa mà An Đại Bằng đã nói. Trên đường đi, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ xếp ca của công viên năm đó. Kiểm tra thấy Trần Dũng không hề rời khỏi vị trí làm việc vào ngày Mã Tiểu Tĩnh mất tích và bị giết. Theo như những gì thấy, người đàn ông khập khiễng mà anh thấy trên phố khi đó thực ra không phải là Trần Dũng. Nếu Trần Dũng không phải là hung thủ, thì lời khai của An Đại Bằng chắc chắn có vấn đề. Sau đó khi đến tiệm tạp hóa để điều tra, từ lời kể của chủ tiệm, họ biết An Đại Bằng có một xe ba bánh vào năm đó. Mỗi ngày ông ta đều đẩy xe trên phố để bán đồ ăn chín, đồ lục các loại, tiện thể thu gom cả rác thải xây dựng. Điều này khiến Minh Chiết nhớ lại khi đến điều tra nhà tôn, anh đã từng thấy một thùng sắt dùng để nấu đồ ăn chín được đặt bên trong. Dựa theo lời kể của chủ tiệm, Hà Quân nghi người khập khiễng mà anh thấy rất có thể là An Đại Bằng giả vờ. Hơn nữa lời ông ta nói bây giờ có khi là đang vu oan cho Trần Dũng. An Đại Bằng đã từng nói ông ta có thể đối chất với Trần Dũng. Giờ nghĩ lại, nói ra lời này có khi ông ta đã sớm biết Trần Dũng bị điên. Minh Chiết và Hà Quân lại đến bệnh viện tâm thần, họ đã lấy ra tất cả hồ sơ khách thăm của Trần Dũng. Đáng tiếc là không thấy tên An Đại Bằng, nhưng họ lại chú ý đến trong số rất nhiều hồ sơ này, tên rất nhiều người lặp lại nhiều lần, chỉ có một người tên Lý An đến một lần và viết tên rất kỳ lạ.
Hà Quân muốn tìm Trần Dũng để hỏi về tình hình của người này. Ai ngờ khi tìm đến nơi thì phát hiện Trần Dũng đang mắc cổ tự sát. May họ đã kịp thời mở cửa cứu người. Hơn nữa Minh Chích còn thấy trong phòng Trần Dũng có kẹp tóc mà Mã Tiểu Tĩnh từng đeo. Sau khi chuyển đồ cho bộ phận kỹ thuật để xét nghiệm, lần này pháp y mới phát hiện kẹp tóc này và răng của thi thể đều có chứa natri nitrit. Pháp y nghi cái chết của Mã Tiểu Tĩnh rất có thể là do ngộ độc natri nitrit. Natri nitrit dạng tinh thể vì có vị mặn và giá thành rẻ nên thường được dùng làm chất thay thế muối ăn trong sản xuất thực phẩm phi pháp. Lúc đó ông ta thu gom rác thải ở công trường xây dựng, còn đẩy xe ba bánh đó để bán đồ ăn chín. Lúc đó còn muốn để ở đây bán, tôi nào dám nhận. Vì sao vậy? Ông ta dùng muối bẩn thay cho muối ăn, tôi nào dám bán cho người khác ăn. Nghĩ đến những lời mà chủ tiệm tạp hóa đã nói trước đó, Minh Chiết nghi rất có thể An Đại Bằng đã dùng natri nitrit thay cho muối ăn vào năm đó. Pháp y còn nói sau khi ngộ độc natri nitrit, mặt người sẽ xuất hiện màu đỏ tím. Lúc này họ mới hiểu ra, hóa ra khi đó Trần Dũng nói mình đã giết một đứa trẻ tím, không phải là mặc đồ màu tím, rất có thể là mặt tím. Như vậy cũng càng chắc chắn hơn An Đại Bằng có hiểm nghi lớn. Cục cảnh sát tổ chức họp báo, lãnh đạo chính thức tuyên bố đã phá được vụ án bé gái mất tích 15 năm trước. Vừa dứt lời, Hà Quân lập tức xông vào nói với cục trưởng có manh mối mới. Điều này khiến cục trưởng rất bối rối. Đành cắn răng giải thích, đợi đến khi họp báo kết thúc, Hà Quân ra về thì lại thấy An Đại Bằng đang ở đây nghe kết quả vụ án. Cô vội liên lạc với cảnh sát để chặn ông ta ở cục cảnh sát. Khi cô còn đang tìm thì ông ta đã chủ động xuất hiện. Ông ta vẫn giả vờ làm người tốt, còn quan tâm đến việc Trần Dũng có bị kết án tử hình hay không. Ông trà trộn vào đây không chỉ muốn xem Trần Dũng bị kết tội như thế nào. Ông ta thích cảm giác đùa giỡn tất cả chúng tôi trong lòng bàn tay hơn. Đồng chí cảnh sát, tôi không hiểu lời cô nói. Trần Dũng đã điên từ 15 năm trước rồi, ông biết không, Trần Dũng điên rồi sao? Sao ông ta lại điên được, có phải ông ta giả điên không? Tôi biết người bị bệnh tâm thần không phải ngồi tù. Tôi thấy ông ấy không phải giả điên, còn ông thì giả ngu đấy. Hà Quân nói ra chuyện phát hiện natri nitrit trong kẹp tóc và răng của Mã Tiểu Tĩnh, tức là muối công nghiệp, còn chỉ ra 15 năm trước khi ông ta nấu thức ăn chín đã từng dùng loại muối công nghiệp này, cộng thêm phát hiện DNA của ông ta trên tay hổ ở tay thi thể. Tất cả bằng chứng đều chứng minh hung thủ không phải Trần Dũng, mà là An Đại Bằng, cho dù tôi có làm đồ ăn chín. Nhưng người bắt cóc Mã Tiểu Tĩnh rõ ràng là Trần Dũng mà, các người không thể vì Trần Dũng điên, không thể kết tội nên đổ lên đầu tôi chứ. Hà Quân lại nói với An Đại Bằng, họ đã hỏi thăm tiệm tạp hóa mà ông ta đến vào đêm xảy ra vụ án, bởi vì năm đó An Đại Bằng đã đến đó vào đêm xảy ra lũ quét. Chủ tiệm nhớ rất rõ chuyện xảy ra đêm đó, ông ấy nói với cảnh sát, đêm đó ông ta đến cửa hàng của ông ấy mua thuốc thăng long, ăn mặc rất kỳ lạ, trên tay chỉ đeo một găng tay cao su và trông rất hoảng loạn. Nghe Hà Quân nhắc đến găng tay, An Đại Bằng có chút hoảng, sao chỉ còn một găng tay, ông không muốn giải thích sao, thế thì tôi có gì để giải thích, đó là chuyện 15 năm trước mà. Với cả 15 năm trước tôi có đeo găng tay không tôi cũng không nhớ. Hơn nữa găng tay có liên quan gì đến cái chết của Mã Tiểu Tĩnh? Tôi đã nói với các người nhiều rồi. Người bắt cóc Mã Tiểu Tĩnh là Trần Dũng. Trước đây thả tôi ra, không phải vì các người tìm thấy Trần Dũng sao? Người nói Trần Dũng bắt cóc Mã Tiểu Tĩnh là ông. Còn câu chuyện mà An Đại Bằng mô tả, nếu đổi vị trí của ông ta và Trần Dũng thì cũng có thể thành lập. Hà Quân phân tích sự thật đêm đó. Thực ra là An Đại Bằng đã bắt cóc Mã Tiểu Tĩnh, nhưng bị Trần Dũng trở về phát hiện. Ông ta sợ để lại bằng chứng và đứa trẻ này sẽ nói lung tung, nên đã lấy một nắm muối công nghiệp nhét vào miệng cô, lượng muối này đủ để đầu độc chết nhiều người. Đợi Trần Dũng xông vào, hai người giằng co một hồi, An Đại Bằng bị oánh ngất xỉu. Trần Dũng vội đưa Mã Tiểu Tĩnh đi, đợi An Đại Bằng tỉnh lại đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng, sau đó ông ta chạy vào tiệm tạp hóa trú mưa. Bị chủ tiệm phát hiện thiếu một găng tay, sau đó ông ta sợ Trần Dũng báo cảnh sát, về quê trốn một thời gian. Phát hiện bên phía Trần Dũng vẫn không có tin tức, đợi khi ông ta về mới biết Trần Dũng đã điên. Hơn nữa Hà Quân còn chắc chắn ông ta đã dùng tên Lý An đến bệnh viện tâm thần thăm Trần Dũng. Ông ta biết Trần Dũng cho rằng mình đã giết đứa trẻ tím nên đã biến Trần Dũng thành dê thế tội. Hà Quân phân tích xong mọi chuyện, An Đại Bằng cũng nhận ra một điều, cảnh sát nói nhiều như vậy, hóa ra là không có bằng chứng, cô muốn tìm găng tay gì, cô đưa tôi xem đi. Bây giờ cảnh sát phá án đều dựa vào trí tưởng tượng sao? Cô nói găng tay là bằng chứng, thế nó đâu, ở đâu, cô đưa cho tôi xem đi. Sau đó Hà Quân dẫn người quay lại gần nhà kho tôn để tìm găng tay, tìm từ sáng đến tối vẫn không có chút manh mối nào. Đợi đến tối về nhà, Minh Chiết vẫn đang suy nghĩ về vụ án, bỗng chú ý đến một tin tức trên mạng. Có một nơi tàu hỏa chật bánh khiến nhiều người chết, nhìn vào móc nối dùng để nối các toa tàu, anh nhớ lại vừa rồi khi khám xét đã thấy nhà kho tôn cũng có móc nối này. Điều này khiến anh nhận ra, thực ra ông ta đã sống trong hai container vào năm đó. Anh quay lại hiện trường và tìm rất lâu trên sườn đồi. Cuối cùng cũng đào được một móc nối, chứng thực cho suy đoán của anh, có vẻ như trận lũ năm đó đã khiến một trong hai cái bị chôn vùi. Và rất có thể trong container đó có bằng chứng quan trọng của vụ án. Hôm sau, Hà Quân nghe theo đề nghị của Minh Chiết, điều động máy xúc, quả nhiên đã đào được container bị chôn vùi ở gần sườn đồi. Lần này, Minh Chiết đưa bằng chứng tìm được cho An Đại Bằng xem, trong container đó, họ không chỉ tìm thấy găng tay bị mất, còn tìm thấy cặp sách của Mã Tiểu Tĩnh. Sau khi kiểm tra găng tay đó, phát hiện trong có DNA của Mã Tiểu Tĩnh và ít muối công nghiệp. Lúc này, An Đại Bằng có chút bối rối. Ông ta chắc mẩm cảnh sát không thể tìm thấy những thứ này,
bởi vì trận lũ năm đó, ông ta cũng không ngờ container sẽ bị cuốn trôi. Song nhờ đó mà ông ta đã trốn thoát 15 năm, giờ sự thật đã bày ra trước mắt, ông ta đành nhận tội. Còn diễn biến vụ án thì đúng như Hà Quân đã phân tích trước đó. Sau đó mẹ Tiểu Tĩnh cũng tìm đến Trần Dũng, ông cũng nhớ lại tình hình đêm đó. Lúc đó, ông bế mã Tiểu Tĩnh bỏ chạy, định đưa cô đến bệnh viện. Nhưng trên đường đi cô đã tắt thở, song đang chạy nên ông không biết, vì chạy quá vội nên ông không cẩn thận ngã từ trên bậc thang xuống. Thấy cô tắt thở sau khi bị ngã, thì ông tưởng mình đã giết người, ông sợ hãi nên đã kéo xác đến giấu trong hầm trú ẩn. Tiếp đó, tinh thần ông dần có vấn đề và phải nhập viện. Sau khi vụ án kết thúc, Tối Minh Chiết lại nhận được cuộc gọi bí ẩn từ điện thoại đó. Lần này, đối phương nói mình tên là Tào Trinh, anh ở năm 2003 và nói với Minh Chiết đây là cuộc gọi cuối cùng, còn bảo Minh Chiết đến lúc đó hãy đi thuyết phục Tào Trinh năm 1998. Anh đang nói gì vậy? Rốt cuộc anh có ý gì? Sau tiếng súng, điện thoại không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu bạn phát hiện một người đã chết gần 20 năm vẫn còn sống, thậm chí còn trở thành danh nhân thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Hà Quân đang gặp phải tình huống như vậy khi cô đi ngang qua trung tâm thương mại, thấy nhà thơ đương đại Hạ Ngữ Băng đang tổ chức buổi ký tặng. Liếc nhìn bảng quảng cáo, cô nhận ra vài câu thơ của cô ta viết rất quen. Cô đứng ngây ra một lúc rồi nhớ ra câu này là do nạn nhân nữ trong vụ án 18 năm trước viết trước mặt cô. Vì có văn phong rất tốt nên Hà Quân vẫn còn khá ấn tượng. Nhưng làm sao Hạ Ngữ Băng lại biết câu này? Đến khi Hà Quân đến tận nơi và thấy dáng vẻ của Hạ Ngữ Băng thì đã ngây người. Để xác nhận suy nghĩ trong lòng, cô còn mua một cuốn sách để Hạ Ngữ Băng ký tặng, nhìn người phụ nữ trước mặt dùng tay trái cầm bút. Lúc này Hà Quân có thể xác nhận 100% cô ta là Trương Quế Linh, là người phụ nữ đã chết trong vụ ở xã Cửu Đường năm đó. Năm 1999, Hà Quân khi đó chỉ là một cảnh sát mới vào nghề chưa lâu. Mà ngày phát hiện thi thể thì vừa hay là ngày cô đến thăm tiền bối Tào Trinh. Lúc đó vì một số lý do cá nhân nên năm đó anh được cục cảnh sát điều động đến đồn công an xã này. Vì khuôn mặt của thi thể nữ bị ngâm nước nên không thể nhận dạng được. Sau khi rà soát thôn dân thì phát hiện vợ Mã Thạch Đầu là Trương Quế Linh đã mất tích nhiều ngày. Nhưng khi hỏi Mã Thạch Đầu thì hắn lại nói vợ mình đã về nhà mẹ đẻ. Tào Trinh còn cho hắn đến nhận dạng thi thể, hắn cũng một mực khẳng định người chết không phải là Trương Quế Linh. Nhưng sau đó bố mẹ Trương Quế Linh nói không thấy con gái mình về nhà, cũng đến nhận dạng thi thể. Qua nhẫn trên ngón tay, họ khẳng định chắc chắn đây là con gái mình. Sau đó qua tìm hiểu, cảnh sát biết Mã Thạch Đầu thường bạo lực gia đình, vì vậy đã khoanh vùng nghi phạm là hắn. Sau khi khám xét nhà hắn, quả nhiên phát hiện một con dao rít lợn dính méo và khăn lụa nhuốm méo. Nhưng sau khi xem xét lại, Tào Trinh vẫn cảm thấy vụ này còn nhiều điểm nghi vấn. Hiện tại họ không có bằng chứng xác thực, chứng minh người chết có phải là Trương Quế Linh hay không, lúc đó công nghệ DNA vẫn chưa phổ biến. Nếu muốn giám định thì cần rất nhiều bước, mất quá nhiều thời gian, người nhà nạn nhân sẽ không đợi được. Vì vậy cuối cùng vụ án đã kết thúc với kết luận Mã Thạch Đầu là hung thủ. Ấn tượng sâu sắc nhất của Hà Quân lúc đó là sau khi hắn bị bắt vẫn luôn kêu oan, hơn nữa còn khẳng định người chết không phải là Trương Quế Linh. Nhưng không ai tin, sau khi Hà Quân trở về cục cảnh sát, cô đã kể lại sơ lược vụ án này cho các đồng nghiệp và nói ra suy đoán. Cô nghi Hạ Ngữ Băng là Trương Quế Linh, vì vậy Hà Quân đã đưa vụ án này vào danh sách các vụ án tồn đọng để điều tra. Cô đưa Minh Chiết đến nhà Hạ Ngữ Băng trước. Đối mặt với câu hỏi thăm dò của Hà Quân, Hạ Ngữ Băng nói không biết Trương Quế Linh là ai, thấy không hỏi được gì. Hà Quân lại đến nhà ông Trương Quế Linh, cho ông xem ảnh của Hạ Ngữ Băng. Ông Trương lập tức nhận ra đây là con gái mình. Khi rời đi, Minh Chiết còn lấy một sợi tóc của ông Trương. Cùng lúc đó, một cảnh sát khác cũng lấy được chai nước suối đã uống của cô ta khi cô ta tham gia một sự kiện, mang về cục cảnh sát đối chiếu thì xác nhận Hạ Ngữ Băng là Trương Quế Linh. Có bằng chứng này, cảnh sát đã gọi Trương Quế Linh đến cục cảnh sát, cô ta thừa nhận mình đã trộm danh tính của người khác. Nhưng về vụ giết người và thi thể đó, cô ta hoàn toàn không biết. Cô ta bỏ đi năm đó vì không thể chịu nổi bạo lực gia đình của Mã Thạch Đầu. Cô ta không hề thương xót hắn. Nói cách khác, năm đó Trương Quế Linh chỉ bỏ nhà đi, tình cờ liên quan đến thi thể người phụ nữ vô danh đó. Nhưng có điểm lạ là, năm đó thi thể đó đeo nhẫn của Trương Quế Linh, nên mới bị nhận nhầm. Như vậy thì cô ta vẫn là người khá đáng ngờ. Sau khi Trương Quế Linh được nhận dạng, Mã Thạch Đầu đã ngồi tù oan gần 20 năm cũng được thả. Sau khi cải tạo, hắn đã trở nên hoàn toàn khác. Chính phủ cũng bồi thường cho hắn. Hắn muốn nhờ cảnh sát cho gặp lại Trương Quế Linh, nhưng cô ta không muốn gặp. Đến tối, Minh Chiết vẫn suy nghĩ về danh tính của thi thể vô danh năm đó, nghĩ đến Tào Trinh là cảnh sát đã thụ lý vụ án này. Đến giờ gọi điện, hai người lại liên lạc với nhau. Anh báo cho Tào Trinh biết người chết không phải là Trương Quế Linh, cũng mong Tào Trinh có thể mau chóng xác định danh tính của thi thể và bắt hung thủ. Ở năm 2000, sau khi Tào Trinh tìm hiểu thông tin vụ án từ Minh Chiết, anh đã đến nhà Trương Quế Linh để hỏi. Nghe chất vấn, ông Trương có ánh mắt né tránh và giữ im lặng. Còn bà Trương thì kích động đuổi Tào Trinh và đồng nghiệp ra ngoài. Có vẻ như gia đình này biết chuyện Trương Quế Linh bỏ trốn. Lúc này, một người đưa thư đến nhà họ Trương để gửi một bưu kiện. Sau khi anh kiểm tra, phát hiện bên trong còn có tiền, anh lập tức lên đường đến địa chỉ gửi và tìm thấy Trương Quế Linh trong nhà máy này. Họ đưa cô ta về đồn cảnh sát. Trương Quế Linh không biết chuyện gì xảy ra ở làng, càng không biết Mã Thạch Đầu bị bắt. Sau khi biết mọi chuyện,
Trương Quế Linh bắt đầu cầu xin cảnh sát đừng nói ra tung tích của cô ta. Cô ta không muốn bị oánh nữa. Tào Trinh lấy ảnh vật chứng hỏi cô ta giải thích thế nào về vết méo trên đó. Mã Thạch Đầu oánh tôi hàng ngày, trong nhà toàn là méo của tôi, thật là một người phụ nữ đáng thương. Khi đã tìm thấy Trương Quế Linh trước, toàn bộ vụ án cũng thay đổi vào năm 2018. Hôm sau, Minh Chết đến đồn cảnh sát và nghe Hà Quân chuẩn bị điều tra vụ án này. Trong khi đó, tình hình vụ án là vì thi thể vẫn chưa được nhận dạng nên đã bị treo 18 năm. Điều này cũng khiến Minh Chết hiểu. Năm đó Tào Trinh đã không bắt được hung thủ, vì vậy Hà Quân, Minh Chết lại quay trở lại xã Cửu Đường nơi xảy ra vụ án để điều tra. Tìm Mã Thạch Đầu, người suýt đã phải ngồi tù oan trong thời không này. Họ hỏi hắn về tình hình của Trương Quế Linh, nhưng hắn lại nói sau khi được thả ra, Trương Quế Linh đã biến mất, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa liên lạc được và cũng rất muốn biết vợ mình ở đâu. Sau khi biết, Hà Quân yêu cầu đồng nghiệp ở đồn chuyển hồ sơ và vật chứng của vụ án năm đó cho họ. Trước khi rời đi, Hà Quân lại đến gần hồ chứa nước nơi phát hiện thi thể năm đó, rồi thấy người quản lý ở đây đã đổi người. Năm đó, không phải người tên Vu Thanh Phong đã xả nhầm nước, thi thể không tên cũng bị cuốn ra theo dòng nước. Sau đó hắn đã bị đuổi việc, nói ra thì người này cũng đáng thương, hai vợ chồng chỉ trông chờ vào việc này kiếm sống. Kết quả lại bị chính hắn làm hỏng. Nghe vậy, Hà Quân nhận ra không ổn. Khi cô điều tra ở đây, không biết Vu Thanh Phong lại có vợ. Theo cảnh sát, vợ Vu Thanh Phong rất thích cờ bạc, cả ngày chỉ ở trong sòng bạc, nhiều người chưa từng gặp. Cả người quản lý ca của Vu Thanh Phong cũng nói, qua bao năm vẫn không biết vợ hắn trông ra sao. Điều này khiến Hà Quân càng cảm thấy kỳ lạ. Cô nghi thi thể không tên đó có thể liên quan đến vợ Vu Thanh Phong. Sau khi trở về đồn cảnh sát và đối chiếu, xác nhận thi thể không tên 18 năm trước là Lý Điền Phương, vợ Vu Thanh Phong, người phụ nữ chết thảm 18 năm, vụ án trở thành án treo. Sau khi Hà Quân mở lại cuộc điều tra, cuối cùng đã xác nhận được cô ta tên là Lý Điền Phương. Họ tìm bà chủ sòng bạc mà cô ta thường lui tới năm đó, bà ta có ấn tượng rất sâu sắc về cô ta. Người phụ nữ này đúng là một con bạc, chồng cô ta Vu Thanh Phong không quản nổi, gần như ngày nào cô ta cũng tới đây. Hơn nữa bà chủ còn nhớ năm đó Lý Điền Phương đã làm một chuyện rất quá đáng, vì cô ta thường đến oánh bạc, có lần oánh bạc chán thì ngủ luôn với một bàn bài bạc. Hơn nữa cảnh này năm đó lại bị Vu Thanh Phong phát hiện, điều khiến bà chủ ấn tượng nhất là rõ ràng hắn biết vợ đang làm bậy ở sòng bạc, nhưng hôm sau vẫn chủ động đưa cô ta đến như không có chuyện gì xảy ra luôn. Cô cậu nói xem, có những người thoáng thật ấy chứ, nếu không thì cuộc sống này sống sao nổi. Và cũng sau lần đó, bà chủ không bao giờ thấy Lý Điền Phương đến sòng bạc nữa. Theo những chi tiết này, Vu Thanh Phong thực sự rất đáng ngờ. Sau đó Hà Quân tìm Vu Thanh Phong hiện đang mở một nhà nghỉ, kể cho hắn nghe về vụ thi thể. Hắn rất ngạc nhiên, anh vẫn luôn cho rằng Lý Điền Phương đã bỏ trốn cùng đàn ông khác để trốn nợ, còn giải thích tình cảm vợ chồng họ năm đó rất không hòa thuận, hắn đã trả rất nhiều nợ thay cô ta, chỉ muốn cô ta cai nghiện cờ bạc, nhưng không ngờ cô ta lại càng ngày càng tệ, không những vẫn đi đánh bạc, hơn nữa còn cắm sừng hắn. Lý do hắn đưa cô ta đến đó lần cuối là vì đêm trước đó họ đã cãi nhau vì chuyện cắm sừng. Lý Điền Phương đã hứa đó là lần cuối cùng, sau đó sẽ không đến nữa. Ai mà biết sau ngày hôm đó Lý Điền Phương lại mất tích. Bấy nhiêu năm nay Vu Thanh Phong vẫn luôn cho rằng cô ta đã bỏ trốn cùng người khác, cũng không dám nói lung tung ra ngoài vì sợ bị người khác cười chê. Nhưng sự thật có thực sự là như vậy không? Hà Quân hỏi Vu Thanh Phong về hành tung vào ngày xảy ra vụ án. Hắn nói hôm đó đi tiếp khách say xỉn nên đã ngủ lại nhà trưởng thôn. Sau khi tìm hiểu, Hà Quân lập tức cử người đi điều tra và xác nhận hắn không nói dối. Bây giờ Vu Thanh Phong chỉ có động cơ giết người nhưng lại không có thời gian gây án. Minh Chết nghĩ đến một khả năng, liệu hắn có thuê người giết không? Sau khi Minh Chết nhắc nhở, Hà Quân nhớ lại chuyện cô và Tào Trinh cản Mã Thạch Đầu oánh đập vợ. Vu Thanh Phong đã ra mặt hòa giải, còn kéo Mã Thạch Đầu về nhà ăn cơm. Cô cảm thấy hai người này có quan hệ tốt. Giờ vụ án chưa có lời giải này vừa vặn có liên quan đến hai người này. Hà Quân cho rằng đây không phải là trùng hợp nên lại đến nhà Mã Thạch Đầu. Nhưng dù có hỏi thế nào thì hắn cũng chỉ nói không biết về chuyện của Vu Thanh Phong. Lúc này, Hà Quân chú ý đến cốc hắn đang dùng là cốc được phát từ thời cấp 3, mà tên trường cấp 3 này cũng xuất hiện trong lý lịch của Vu Thanh Phong. Điều này càng khiến Hà Quân tin chắc họ có mối liên hệ nào đó. Nhưng sau khi điều tra trường cấp 3 này thì lại phát hiện Vu Thanh Phong và Trương Quế Linh từng học cùng lớp. Lại điều tra tình hình của họ, ngạc nhiên phát hiện Trương Quế Linh và Vu Thanh Phong, họ không chỉ học cùng lớp cấp 3 mà còn thường viết thư cho nhau. Hơn nữa cách xưng hô trong thư rất tình tứ, có thể thấy mối quan hệ của họ không đơn giản. Hà Quân nghĩ đến một khả năng, sau khi cô lại tìm Vu Thanh Phong thì cũng chứng thực được suy đoán, hóa ra hắn đã tái hôn từ lâu và đối tượng là Trương Quế Linh. Họ giải thích họ chỉ tình cờ gặp nhau vài năm trước, sau một thời gian tiếp xúc thì quyết định kết hôn, nhưng phát hiện này khiến vụ án trở nên phức tạp hơn. Trước đó, cảnh sát suy đoán nếu Vu Thanh Phong là hung thủ giết người thì động cơ của hắn là vì căm hận Lý Điền Phương đã ngoại tình, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Hà Quân đọc những lá thư mà Vu Thanh Phong viết cho Trương Quế Linh vào năm đó, nhận ra hắn đã sớm ý định bỏ trốn với cô ta từ lâu, hơn nữa hai người đã sớm có quan hệ tình cảm. Nhưng Trương Quế Linh sợ Mã Thạch Đầu trả thù gia đình nên vẫn không dám đi cùng hắn. Theo lý thì trở ngại lớn nhất ở đây phải là Mã Thạch Đầu, nhưng kết quả sao lại là Lý Điền Phương bị giết? Trước đó chúng ta phán đoán Vu Thanh Phong đã thuê Mã Thạch Đầu giết người, bây giờ xem ra điều này không đúng rồi, tìm chồng của người tình đến giết người vợ ngoại tình của mình. Nghe có vẻ kỳ lạ quá, Hà Quân phân tích Mã Thạch Đầu chắc biết chuyện Trương Quế Linh ngoại tình từ lâu, nhưng không biết đối tượng là Vu Thanh Phong.
nếu không thì đã không thể trở thành bạn với hắn. Vụ án này có quan hệ khá phức tạp, bây giờ nói đơn giản thì hai gia đình có ba người ngoại tình, chỉ có Mã Thạch Đầu là kẻ bạo hành gia đình là không ngoại tình, dù chưa thể xác định được hung thủ là ai, nhưng chắc chắn là một trong số họ. Vì vậy, cảnh sát đã triệu tập Mã Thạch Đầu và Vu Thanh Phong đến đồn cảnh sát. Đối mặt với nhiều nghi vấn, Hà Quân còn đưa ra nhiều bức thư khác nhau, Vu Thanh Phong sau khi xem xong vẫn không chịu khai một lời. Nhưng Mã Thạch Đầu bên kia thì dễ đối phó hơn nhiều. Tiểu Hà lợi dụng điểm dễ nổi nóng của Mã Thạch Đầu, kể hết chuyện Vu Thanh Phong và Trương Quế Linh vụng trộm với nhau năm đó. Còn nói với hắn, vợ hiện tại của Vu Thanh Phong là Trương Quế Linh. Quả nhiên sau một hồi kích động, Mã Thạch Đầu đã nổi đóa, đòi phải gặp Vu Thanh Phong, và cảnh sát chỉ chờ có cơ hội này. Hà Quân đã cho người đi lắp thiết bị nghe lén ở nhiều nơi trong nhà nghỉ của Vu Thanh Phong. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, họ bắt đầu thả từng người, trước tiên là thả Vu Thanh Phong về nhà, đảm bảo hắn không ra khỏi cửa rồi mới thả Mã Thạch Đầu đi. Quả nhiên, vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Mã Thạch Đầu đã chạy thẳng đến nhà Vu Thanh Phong. Hắn tìm đến tận nhà để tính sổ, thấy bức ảnh gia đình trên tường, phát hiện vợ trong ảnh lại là vợ mình. Mã Thạch Đầu tức giận lớn tiếng mắng Vu Thanh Phong, thậm chí còn nói ra kế hoạch giết người của họ năm đó. Hóa ra vào thời điểm xảy ra vụ án năm 2000, họ đã từng lập một giao ước, đó là đi giết vợ của nhau. Ai ngờ Mã Thạch Đầu đã giết vợ Vu Thanh Phong, nhưng Vu Thanh Phong lại ôm vợ của Mã Thạch Đầu về nhà. Hai đứa khốn chúng mày, đã lừa tao bao nhiêu năm nay, vợ tao bây giờ lại thành vợ mày rồi. Nói, Trương Quế Linh hiện ở đâu? Khi hai người đang tranh chấp, Trương Quế Linh bỗng trở về. Mã Thạch Đầu thấy vậy bèn kéo cô ta lại, cầm dao bắt đầu đe dọa cả hai. Còn Trương Quế Linh không biết gì về vụ giết người. Vu Thanh Phong thấy vậy cũng vội thừa nhận hắn đã lừa Mã Thạch Đầu. Sau khi nhận được câu trả lời này, cảnh sát đang nghe lén lập tức ập vào bắt giữ Mã Thạch Đầu. Sau đó theo lời khai của Mã Thạch Đầu, cảnh sát đã tìm thấy hung khí mà hắn dùng để giết Lý Điền Phương trong bếp. Còn Vu Thanh Phong lần này cũng đã khai nhận mục đích thực chất chỉ là để bảo vệ Trương Quế Linh. Họ quen nhau qua thư từ thời cấp 3, sau đó tình cảm ngày càng sâu đậm. Nhưng sau đó gia đình Trương Quế Linh thấy Mã Thạch Đầu cho rất nhiều sính lễ, vì vậy họ đã ép cô ta phải lấy hắn. Hai người từ đó mất liên lạc. Nhiều năm sau, Vu Thanh Phong vì giúp Lý Điền Phương trả nợ cờ bạc nên đã cưới cô ta về nhà, còn xin được làm quản lý hồ chứa nước ở xã Cửu Đường. Đến khi hắn đưa Lý Điền Phương đến đây, mới nhận ra Trương Quế Linh cũng ở đây. Nhưng cô ta đã lấy một người chồng vũ phu, sau khi nhận ra nhau, họ lại bắt đầu lén lút viết thư, thỉnh thoảng còn lén gặp nhau. Vu Thanh Phong cũng đã khuyên Trương Quế Linh ly hôn, nhưng với tính của Mã Thạch Đầu thì không cho phép cô ta bỏ trốn. Cô ta lo lắng gia đình mình sẽ bị trả thù, nhưng mỗi lần Vu Thanh Phong thấy Mã Thạch Đầu đối xử với Trương Quế Linh như vậy, lòng hắn đều đau như dao cắt, chỉ muốn giết chết hắn luôn. Nhưng lý trí đã khiến Vu Thanh Phong luôn phải nhẫn nhịn, cho đến lần Mã Thạch Đầu phát hiện Trương Quế Linh viết thư cho người khác, hắn biết không thể chờ thêm nữa, nếu không cô ta sớm muộn gì cũng bị oánh chết. Vì vậy, hắn đã tìm cơ hội giả vờ tâm sự với Mã Thạch Đầu. Đầu tiên là nói vợ hắn Lý Điền Phương đã cắm sừng hắn, làm Mã Thạch Đầu đồng cảm và cũng phàn nàn về việc Trương Quế Linh viết thư. Khi cảm xúc đã đến một mức độ nhất định, Vu Thanh Phong bèn đưa ra kế hoạch giết vợ của nhau, như vậy cảnh sát sẽ không nghi. Mã Thạch Đầu nghe xong thấy khả thi nên đã đồng ý, nhưng hắn không biết người ngoại tình với vợ hắn là người đang ở trước mặt. Sau đó Vu Thanh Phong bắt đầu thực hiện kế hoạch một mũi tên trúng hai đích. Đầu tiên bảo Trương Quế Linh rời khỏi đây, đến làm việc tại một nhà máy trong thành phố. Tiếp theo hắn cầm khăn tay nhuộm méo đã chuẩn bị sẵn cho Mã Thạch Đầu xem và nói mình đã ra tay. Mã Thạch Đầu sau khi xem xong cũng quyết định sẽ ra tay vào tối hôm sau để đảm bảo Lý Điền Phương bị coi là Trương Quế Linh. Hôm đó, trước khi đưa cô ta đi oánh bài, Vu Thanh Phong đã đeo nhẫn của Trương Quế Linh cho cô ta. Đến tối hôm xảy ra vụ án, Lý Điền Phương oánh bài xong thì đi về nhà theo con đường nhỏ. Nửa đường thì bị Mã Thạch Đầu chọt chớt và ném xuống sông. Sau đó Vu Thanh Phong đã tính toán thời gian thuy thể trương lên, lợi dụng chức vụ để giả vờ thao tác nhầm xả nước trong hồ chứa để thuy thể trôi ra ngoài, thành công đổ tội cho Mã Thạch Đầu. Còn Vu Thanh Phong bị lãnh đạo đuổi việc và rời khỏi nơi đó. Một tháng sau, hắn đến thành phố và gặp lại Trương Quế Linh. Chỉ có thể nói Mã Thạch Đầu quá ngốc, hai người đã nói sẽ giết vợ của nhau. Sau khi hành động, hắn mới biết Trương Quế Linh vẫn chưa chết. Khi đó, hắn tìm Vu Thanh Phong để tính sổ, nhưng lại bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt. Cuối cùng, Vu Thanh Phong cũng phải đối mặt với án tù. Sau khi biết mọi chuyện, Trương Quế Linh không hề trách móc, cô ta sẵn sàng chờ hắn cải tạo xong rồi ra ngoài. Vụ án đến đây là kết thúc. Sáng sớm năm 1998, cặp vợ chồng này đến bờ sông chuẩn bị oánh cá. Khi đến nơi, họ thấy một chiếc túi đen trôi bên cạnh thuyền. Hai người kéo lên xem thì phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ. Không lâu sau, cảnh sát đã kéo dây cảnh giới ở ven sông, tàu trinh đến kiểm tra hiện trường. Sau khi thấy cách thức chết của nạn nhân, sắc mặt anh trở nên rất khó coi, bởi vì đây đã là vụ án thứ ba có thủ đoạn gây án giống nhau. Tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ, đều có dấu vết bị vật hình gậy oánh vào đầu. Cách thắt đút trói của hung thủ rất đặc biệt, được thiết kế rất tinh vi. Hơn nữa địa điểm giết người lần nào cũng ở gần bãi cạn. Trên người ba nạn nhân không mất bất kỳ tài sản nào, họ cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Điều này cũng có thể xác nhận hung thủ đã gây án ngẫu nhiên. Điều này khiến cảnh sát điều tra rất khó khăn, thậm chí khó đến mức vụ án này đã điều tra 20 năm mà vẫn không có tiến triển gì. Đến năm 2018, sau khi đội Hà Quân phá được vụ án cô gái mất tích 15 năm trước, lãnh đạo đã thành lập cho họ một tổ chuyên án. Sau khi điều tra, cảnh sát nhanh chóng xác nhận
Đơn vị sử dụng huy hiệu này là đồng phục bảo vệ của một nhà máy cơ khí. Tào Trinh nhanh chóng tìm thấy phòng bảo vệ trong nhà máy. Trong quá trình hỏi cung, anh phát hiện một người tên là Lão Lưu có vẻ rất căng thẳng. Tào Trinh cho rằng gã rất đáng ngờ và đến tối quyết định theo dõi Lão Lưu. Không ngờ giữa chừng Lão Lưu phát hiện và còn sợ hãi bỏ chạy. Đợi đến khi đưa người về đồn cảnh sát, gã bắt đầu kêu oan không ngừng, còn bỗng sùi bọt mép ngã xuống đất. Thấy những bộ phận máy móc rơi ra từ trong túi của Lão Lưu, Tào Trinh mới nhận ra mình đã bắt nhầm người. Đợi đến khi cứu sống Lão Lưu, anh mới hiểu ra là gã chỉ trộm ít linh kiện từ nhà máy. Vì chuyện này, Tào Trinh bị cấp trên phạt nhốt vào phòng giam để viết bản kiểm điểm. Trong thời gian này, điện thoại của Tào Trinh reo. Cuối cùng anh cũng nói chuyện lại được với Minh Chiết, nhưng lần này Tào Trinh rất tức giận, cho rằng Minh Chiết là hung thủ. Tôi biết thông tin của tất cả các nạn nhân là vì bên tôi là năm 2018. Tôi thực sự muốn cứu người, muốn ngăn chặn hung thủ tiếp tục gây án. Năm 2018 á, cậu nói linh tinh gì vậy? Cảnh sát Tào Trinh. Sẽ còn xảy ra vụ án thứ 6, thời gian là 22 giờ 45 phút đêm, ngày 18 tháng 10 năm 1998. Thi thể được phát hiện gần bãi cạn ở đầu phố Kim, nạn nhân tên là Văn Tĩnh Nhã. Nghe tên này, Tào Trinh có chút không dám tin, còn muốn tiếp tục hỏi Minh Chiết, nhưng cuộc gọi lại bị ngắt. Còn lý do khiến Tào Trinh phản ứng mạnh như vậy là vì Văn Tĩnh Nhã này là bạn gái của anh, thấy chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ bạn gái mình chết. Tào Trinh liều mạng gọi người đến, anh cầu xin đồng nghiệp cho mình ra ngoài, nhưng vì lệnh của cấp trên, không ai dám làm vậy. Tào Trinh thấy vậy vội gọi điện cho Văn Tĩnh Nhã, không ngờ lúc này cô đang trò chuyện với mẹ nên bận máy. Cô khoe những lọ hạt giống mà Tào Trinh tặng cô. Thứ này sau này sẽ là manh mối quan trọng của vụ án. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng anh hết cách, đành dùng khổ nhục kế để lừa đồng nghiệp đến rồi còng tay anh ta lại ở bên trong. Đợi đến khi anh đến nhà cô thì phát hiện cô vẫn chưa về sau khi đi làm ca đêm, nhận ra có chuyện chẳng lành. Anh lại chạy đến gần địa điểm xảy ra án mạng mà Minh Chiết nói. Khi Tào Trinh không ngừng gọi tên Văn Tĩnh Nhã, một bảo vệ già của nhà máy cơ khí nghe thấy tiếng động bèn cầm đèn pin đi tới, còn nói với Tào Trinh vừa thấy một cô gái chạy về phía bên kia. Ai ngờ Tào Trinh chạy đến tìm nhưng không thấy gì. Đợi đến khi quay lại địa điểm vừa rồi, anh thấy một cái túi trôi trên mặt sông, còn Văn Tĩnh Nhã bị trói bên trong lúc này đã ngừng thở. Thấy thi thể bạn gái, Tào Trinh suy sụp khóc lớn. Đợi đến khi bình tĩnh lại, anh đưa thi thể về đồn cảnh sát trước, tiếp đó tìm đến nhà bảo vệ đã oánh lạc hướng anh lúc trước. Sao ông cố tình chỉ sai đường cho tôi? Cái gì mà chỉ sai đường? Tào Trinh thấy ông ta còn giả vờ, định ra tay, lúc này bất ngờ phát hiện con trai ông ta đang cầm một bộ đồng phục có huy hiệu khớp với lời mô tả. Ai ngờ anh chưa nói gì thì hắn thấy vậy bèn bỏ chạy. Họ đuổi theo nhau một hồi, khi Tào Trinh sắp bắt được thì bị đồng nghiệp đến truy bắt anh cản. Trương Bân nhìn Tào Trinh nằm trên đất với vẻ mặt rất đắc ý. Ai dè sau đó hắn bị một xe tông bay ra ngoài. Đợi đến khi cứu người xong thì một chân của hắn đã bị kết cụt. Còn Tào Trinh sau khi bị bắt cũng đã kể lại toàn bộ sự việc. Theo phân tích của anh, Trương Thụ Lâm oánh lạc hướng anh là để bao che cho con trai Trương Bân, còn Trương Bân là hung thủ của vụ án này. Đồng nghiệp Lão Lâm tin lời Tào Trinh nói, nhưng vẫn phải làm theo quy định, bắt anh giam lại. Sau đó Lão Lâm đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Trương Bân. Hắn nói lúc đó bỏ chạy vì không biết Tào Trinh là cảnh sát, còn tưởng là côn đồ đến gây sự. Khi kể lại, hắn còn giả vờ tỏ ra ấm ức. Tối ngày 18 tháng 10, cậu ở đâu? Anh hầu như không ra ngoài vào buổi tối, cũng đi ngủ sớm. Có ai có thể chứng minh cho anh không? Bố tôi được không? Đêm 18 tháng 10, bố anh ở bờ sông. Làm sao chứng minh cho anh được? Thế à, tôi đi ngủ sớm nên không biết. Qua cuộc hỏi thăm này, Lão Lâm đã nhận ra Trương Bân thực sự rất đáng ngờ, nhưng vì không có bằng chứng nên họ không tiện điều tra sâu hơn. Đành cử người theo dõi Trương Bân, hai người rời đi, lời họ nói đều bị Trương Thụ Lâm núp ở góc tường nghe thấy, nhưng khi cảnh sát chuẩn bị xác định Trương Bân là nghi phạm, thì điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra. Trương Thụ Lâm đang tấn công một cô gái thì bị cảnh sát tuần tra bắt quả tang. Do bằng chứng xác thực, cảnh sát đã xác định ông ta là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt. Tào Trinh nghe được kết quả này lập tức chạy ra khỏi phòng giam, nhìn Trương Thụ Lâm đã nhận tội. Anh hét lớn trong đồn cảnh sát là bắt nhầm người, con trai ông ta Trương Bân mới là hung thủ thực sự, nhưng không ai để ý đến anh. Tào Trinh lại đi hỏi cảnh sát đã bắt Trương Thụ Lâm. Khi nghe anh ta kể về việc tháo nút thắt trên người nạn nhân, Tào Trinh lập tức tìm Tôn Hoành Thao nói cho hắn biết điểm đáng ngờ của nút thắt. Trước đây, nút thắt dùng để trói bốn người là nút chết không tháo được, nhưng lần này lại tháo dễ, chứng tỏ họ không phải cùng một người, hung thủ là Trương Bân. Nhưng Tôn Hoành Thao lại cho rằng bằng chứng đã rõ ràng, còn nói ra lý do Trương Thụ Lâm giết người là vì ông ta có hôn nhân không hạnh phúc, kết hôn 2 lần và ly hôn 2 lần, nên ông ta căm ghét phụ nữ. Muốn trả thù xã hội, Tôn Hoành Thao còn trách móc anh. Trong quá trình tra vụ này, cậu nhiều lần phạm kỷ luật nên bị phạt đình chỉ công tác 3 tháng. Cuối cùng, vụ án kết thúc với bản án tử hình dành cho Trương Thụ Lâm. Vì kết quả vụ án năm 1998 đã thay đổi, quay trở lại năm 2018. Minh Chiết ngủ một giấc rồi đến đồn cảnh sát, phát hiện thông tin anh đã viết về vụ án giết người ở bãi cạn đều biến mất. Nghe anh kể về vụ án này, Hà Quân nói với Minh Chiết vụ án này đã kết thúc vào năm 1998. Câu trả lời này khiến Minh Chiết choáng váng. Anh lại đi kiểm tra lại hồ sơ vụ án. Kết quả là toàn bộ nội dung đã thay đổi. Số người chết từ 9 người trước đây đã giảm xuống còn 5 người. Sau đó để xác nhận xem có đúng sự thật không, Minh Chiết còn đi điều tra.
tìm những người phụ nữ đã thay đổi số phận và sống sót, nhưng khi đến thăm người cuối cùng là Giả Tuệ Bình, anh nghe hàng xóm kể lại, Giả Tuệ Bình vẫn bị giết hại vào năm 2004 bằng thủ đoạn đó. Kinh ngạc hơn nữa là chồng cũ của Giả Tuệ Bình là Trương Thụ Lâm, người đã bị xử bắn năm đó. Biết tin này, Minh Chiết cho rằng vụ án vẫn chưa kết thúc, anh lập tức về đối chiếu hai kết cục khác nhau. Nếu thời không thay đổi, lẽ ra Giả Tuệ Bình phải sống, nhưng giờ người đã chết, chứng tỏ rất có thể Trương Thụ Lâm có đồng phạm vào năm đó. Và kẻ đồng phạm này có liên quan đến cả Trương Thụ Lâm và Giả Tuệ Bình, mà người bị tình nghi nhiều nhất là Trương Bân, con trai của Trương Thụ Lâm. Để tìm hiểu thêm thông tin, Minh Chiết đã tìm đến hàng xóm đó để hỏi. Được biết kể từ khi Trương Thụ Lâm và Giả Tuệ Bình kết hôn, bà thường thấy Giả Tuệ Bình ngược đãi Trương Bân ở nhà, bà cũng đã nhiều lần can ngăn. Sau đó Trương Thụ Lâm biết chuyện nên đã ly hôn với bà ta. Đến khi hàng xóm gặp lại Trương Bân, hắn bị đứt một chân và Giả Tuệ Bình luôn chăm sóc hắn. Bà cũng rất tò mò sao bà ta bỗng trở nên tốt như vậy. Sau đó Minh Chiết báo cáo những gì mình phát hiện cho Hà Quân, nhưng đối chiếu tài liệu, họ cho rằng vụ án Giả Tuệ Bình năm 2004 và vụ ở bãi cạn năm 1998 có nhiều điểm khác nhau. Những người chết vào năm 1998 đều chết do ngạt nước sau khi bị hôn mê, còn vụ án năm 2004, Giả Tuệ Bình bị xiết cổ rồi mới bị ném xuống sông. Trên người bà ta còn phát hiện nhiều vết bầm tím, thậm chí nội tạng cũng bị tổn thương, hơn nữa so với bao tải năm 1998. Bao đựng xác Giả Tuệ Bình đã bị rách, cảnh sát cho rằng cái chết của Giả Tuệ Bình có vẻ giống như bị trả thù. Lúc đầu Minh Chiết cũng nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng phát hiện, hai vụ án này, cách thắt nút dây trói nạn nhân đều giống nhau. Đặc điểm của vụ án ở bãi cạn là gì? Nữ, bao tải đen, chết do ngạt thở. Còn có một yếu tố quan trọng nhất là nước, và tất cả các nạn nhân đều bị oanh ngất bằng gậy. Sau khi trói và nhét vào bao tải thì ném xuống nước, cuối cùng chết ngạt trong nước. Điều này cho thấy, rất có thể là cách bị ngược đãi mà hung thủ phải chịu trong thời thơ ấu. Trước đó, Minh Chiết đã tìm hiểu từ hàng xóm, một trong những cách Giả Tuệ Bình ngược đãi Trương Bân trước đây là ấn hắn xuống bể nước. Vì vậy, Trương Bân là nghi phạm có khả năng nhất. Nghe Minh Chiết phân tích, đội Hà Quân cũng bắt đầu tin vào lời anh nói và muốn giúp điều tra. Sau đó, Minh Chiết đến tìm Trương Bân đang làm việc tại đường cáp treo Trường Giang, lấy lý do điều tra vụ án Giả Tuệ Bình bị giết để thẩm vấn hắn. Trương Bân nói hắn có quan hệ rất tốt với mẹ kế, hắn bị tàn tật cũng là do mẹ kế chủ động đến chăm sóc. Còn đối với những câu hỏi ẩn ý của Minh Chiết, Trương Bân trả lời rất trôi chảy. Trong khi đó, Hà Quân đi điều tra hành trình của Trương Bân vào đêm Giả Tuệ Bình bị hại. Xác nhận hắn vẫn luôn làm việc vào thời điểm đó, có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Kết quả này cũng khiến đội Hà Quân chuẩn bị từ bỏ việc điều tra Trương Bân. Đến khi tan làm về nhà, Minh Chiết vừa mới đỗ xe, phía trước có mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném bóng nước vào kính chắn gió của anh. Chính điều này đã khiến Minh Chiết bỗng nghĩ ra điều gì đó. Tối hôm đó, anh đến cáp treo nơi Trương Bân làm việc, còn mua một vé để lên xem độ cao của cáp treo so với mặt nước. Đến khi đến sở cảnh sát vào hôm sau, anh đã nói ra suy đoán của mình, chiếc bao đựng xác Giả Tuệ Bình khi phát hiện thì đã bị rách. Trước đó, suy đoán là do bị rách trong quá trình trôi giặt, nhưng xét theo vị trí bị rách thì có vẻ như là nó rách do bị ném từ trên cao xuống va chạm với mặt nước. Nếu suy đoán này đúng thì những vết bầm tím trên cơ thể và nội tạng bị vỡ cũng không phải do bị oánh dập sau khi chết. Vì vậy, Trương Bân đã ra tay với Giả Tuệ Bình trên cáp treo và ném xác bà ta xuống. Là nhân viên bán vé cáp treo, Trương Bân rất hiểu về cấu trúc của cáp treo. Lần này, đội Hà Quân cũng đồng ý với suy đoán của Minh Chiết. Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra cáp treo đó, biết từ năm 2004 đến nay, cáp treo đã được thay mới 2 lần. Và một trong những lần đó diễn ra ngay vào hôm sau khi Giả Tuệ Bình bị hại. Sau khi kiểm tra phản ứng méo trên cáp treo đã thay, quả nhiên phát hiện thấy méo của Giả Tuệ Bình và Trương Bân. Dựa vào bằng chứng này, Minh Chiết đã bắt giữ Trương Bân trước, sau đó anh đến nhà Trương Bân khám xét, phát hiện bức ảnh chụp chung duy nhất đã bị xé rách, hơn nữa trên ban công còn có nhiều hình vẽ và đồ vật kỳ lạ, cho thấy tâm lý của Trương Bân có vấn đề. Trong phòng thẩm vấn, Minh Chiết đối mặt với Trương Bân và kể lại về quá khứ bi thảm của hắn, vì từ nhỏ đã gieo mầm hận thù, nên khi lớn lên, để trả thù, hắn đã giết liên tiếp 5 người vào năm 1998 để luyện tập, mục đích cuối cùng chỉ là để giết Giả Tuệ Bình. Sau đó hắn bị tàn tật, còn bố hắn Trương Thụ Lâm đã bị xử bắn vì chịu tội thay hắn, còn lý do Giả Tuệ Bình đến chăm sóc Trương Bân, thực ra là vì biết Trương Bân nhận được một khoản tiền bồi thường tai nạn giao thông lớn, bà ta giả vờ là một người mẹ hiền trước mặt người ngoài, nhưng sau lưng. Để có được mật khẩu sổ tiết kiệm, bà ta tiếp tục dùng cách năm xưa để ngược đãi. Sau khi Trương Bân nói ra mật khẩu, bà ta bắt đầu tiêu xài điên cuồng, để hắn không truyền lời nói xấu về bà ta. Chỉ cần Giả Tuệ Bình thấy hắn hơi bất mãn, bà ta sẽ ngược đãi hắn tàn nhẫn hơn, thậm chí có lần còn đẩy hắn xuống dốc. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2004, Trương Bân bắt đầu hành động. Hắn cố tình chọn ngày trước khi thay cáp treo, lừa bà ta lên chuyến cáp treo cuối cùng. Lên cáp treo, Trương Bân đã bóp cổ bà ta đến chết, song trong quá trình đó, vì Giả Tuệ Bình vùng vẫy nên Trương Bân đã ngã, cả hai đều bị thương. Cuối cùng, Trương Bân dùng thủ đoạn như năm xưa, đựng thi thể vào túi rồi ném từ cáp treo xuống sông bên dưới. Khi Minh Chiết đưa báo cáo xét nghiệm méo ra trước mặt, Trương Bân không chịu nổi nữa, hắn tức giận mắng Giả Tuệ Bình đáng chết, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và nói lúc đó Giả Tuệ Bình muốn giết hắn, còn hắn làm vậy chỉ là để tự vệ.
Vì không có người khác ở hiện trường nên lời khai của Trương Bân cũng hợp lý. Còn về vụ án giết người ở bãi cạn, Trương Bân càng không thừa nhận đó là do mình làm. Sau đó để tìm bằng chứng hắn để lại ở vụ án giết người ở bãi cạn, Minh Chiết đã đến nơi Tào Trinh phát hiện thi thể bạn gái. Theo hồ sơ ghi chép, lúc đó vì Trương Thụ Lâm đã gây hiểu lầm nên Tào Trinh mới không cứu người. Điều này khiến anh nghi liệu ông ta có xuất hiện ở đó để giúp Trương Bân che giấu gì không. Bên kia, Hà Quân đã tìm đến mẹ Văn Tĩnh Nhã để hỏi xem cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người là gì. Bà Văn kể xong còn lấy ra một lọ hạt bạch quả, nói đây là thứ mà con gái bà đã nhắc đến lần cuối. Sau đó Hà Quân lại đi hỏi đồng nghiệp của Văn Tĩnh Nhã, họ đều biết lúc đó Văn Tĩnh Nhã đã để hai lọ hạt này trong văn phòng, nhưng sau này khi họ giúp dọn dẹp di vật thì chỉ thấy một lọ. Sau khi nghe xong, Minh Chiết đưa Hà Quân đến những cây bạch quả ở hiện trường. Anh cho rằng những cây này mọc ở đây không phải là ngẫu nhiên, vì vậy anh đã gọi đồng nghiệp đến và bắt đầu đào xung quanh. Kết quả là họ thực sự tìm thấy một lọ thủy tinh vỡ. Cuối cùng, sau khi kiểm tra, họ phát hiện trên đó còn lưu lại vết méo của Trương Bân và Văn Tĩnh Nhã. Với bằng chứng này, lần này Trương Bân không thể chối cãi. Cuối cùng, tòa án tuyên án Trương Bân bị kết án tử hình. Vào đêm Văn Tĩnh Nhã bị giết, Trương Thụ Lâm về nhà và thấy bộ đồng phục bảo vệ của Trương Bân, nghĩ đến việc cảnh sát đến hỏi về vụ giết người vào 3 ngày. Ông ta đã tốt bụng nhắc hắn thay đồ, song hắn không nghe. Khi hắn vừa ra khỏi cửa thì lập tức ra tay với Văn Tĩnh Nhã. Cảnh này cũng khiến Trương Thụ Lâm vô cùng bàng hoàng, ông ta không ngờ con trai mình lại là kẻ giết người. Sau đó Trương Thụ Lâm đi theo đến bờ sông nơi xảy ra vụ án. Khi Trương Bân chuẩn bị trói Văn Tĩnh Nhã, cô bất ngờ tỉnh dậy và lấy lọ thủy tinh trong túi dập vào đầu hắn. Nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn kéo lại, oánh ngất và nhét vào túi. Lúc đó, Trương Bân định đi vứt xác, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy bố mình, hắn không dám thở mạnh. Quay đầu đi hướng khác, Trương Thụ Lâm định can ngăn nhưng lại nghe thấy tiếng Tào Trinh tìm người. Ông ta sợ hãi vội giúp con trai xử lý hiện trường, chôn hạt giống và mảnh vỡ đó và chỉ cho Tào Trinh hướng ngược lại để hắn làm cho xong. Vụ án đến đây là kết thúc. Cô gái chuẩn bị rửa mặt và đi ngủ, cúi xuống nhặt một thứ gì đó, bỗng một người đàn ông xuất hiện sau lưng và khống chế cô. Trước khi rời đi, hắn ta còn để lại dấu vân tay của mình trên gương. Khi cô tỉnh lại, cô phát hiện mình đang đứng bằng mũi chân trên một tảng băng, hai tay bị trói, đầu bị trùm một sợi dây thừng, trên người còn mặc một váy đỏ. Hắn ta ở bên cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình. Lúc này, trong đồn cảnh sát đang thảo luận về một vụ bắt cóc. Sau khi cảnh sát đến hiện trường điều tra, họ xác định được nghi phạm qua dấu vân tay nghi phạm cố tình để lại. Nghi phạm tên Tống Bác, hắn ta đã vào tù năm 1999 vì tội trộm cắp liên hoàn, ban đầu bị phán 8 năm tù, nhưng trong lúc đó hắn ta đã nhiều lần vượt ngục nên án tù kéo dài đến năm 2018. Mới đây, hắn ta vừa ra tù và bắt cóc giảng viên Đại học Niệm Vân, mà thân phận của nạn nhân này cũng có chút đặc biệt, là con gái của Trần Thế An, người đã buộc tội hắn ta ăn trộm vào năm đó. Sau khi cảnh sát nắm được vấn đề này, Minh Chiết có chút không hiểu, nếu Tống Bác có thù với Trần Thế An, sao sau khi ra tù không đi bắt cóc Trần Thế An mà lại đi bắt cóc con gái hắn? Sau khi tan họp, Minh Chiết đến gặp Cảnh Ngục và biết một tin khiến anh vô cùng kinh ngạc. Hóa ra vào ngày Tống Bác bị bắt vào tù, còn xảy ra một vụ án chưa được phá cho đến tận bây giờ. Vụ án cô gái mặc váy đỏ bị giết, nạn nhân trong vụ án là con gái của Tống Bác, Tống Phương Phương. Vụ trộm cắp liên hoàn năm đó, Tào Trinh cũng tham gia bắt giữ. Minh Chiết luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Nhìn vào điện thoại cũ, anh mong chờ có thể nói chuyện lại với Tào Trinh, muốn tìm hiểu về vụ trộm cắp và vụ án cô gái mặc váy đỏ năm đó. Quay trở lại năm 1999, ở trong đồn cảnh sát, Tôn Hoành Thao đang xác nhận với Trần Thế An các nghi phạm trong vụ trộm liên hoàn. Trần Thế An thấy ảnh của Tống Bác và vô cùng chắc chắn chính hắn ta đã trộm. Tào Trinh biết tin này đã lập tức hành động, ngay trong ngày đã chặn Tống Bác lại ở một con hẻm. Nghe thấy mình bị nghi, Tống Bác đồng ý tự chứng minh mình trong sạch, nhưng hắn ta có một điều kiện là phải được đón con gái đang đi học về nhà. Đến khi Tào Trinh đưa hắn ta đến cổng trường tiểu học, Tống Bác phát hiện con gái mình đã mất tích, người gác cổng vì mới đổi ca nên cũng không thấy đứa trẻ đi đâu. Tào Trinh đoán có thể đứa trẻ đã về nhà, nhưng khi họ quay về nhà, Tống Bác thấy cửa sắt vẫn mở nhưng trong nhà không có đèn. Khi bước vào phòng, cảnh trước mắt khiến cả hai ám ảnh suốt đời. Chỉ thấy Tống Phương Phương mặc một chiếc váy đỏ bị mắc cổ trên xà nhà, trán còn bị chọt một lỗ nhỏ, chân bị buộc vào một quả cân. Thấy cảnh này, cả Tống Bác và Tào Trinh đều suy sụp. Cuối cùng, vì vụ trộm có đầy đủ nhân chứng vật chứng, Tống Bác cũng bị kết án tù. Nhưng trong suốt quá trình thẩm vấn, hắn ta vẫn khẳng định mình không hề đi ăn trộm. Hắn ta còn đổ hết tội con gái chớt lên Tào Trinh, cho rằng chính vì anh truy đuổi nên mới khiến con gái hắn ta bị hại. Tào Trinh cũng cảm thấy vô cùng hối hận vì vụ án này. Thời gian quay trở lại năm 2018, Tống Bác đã bắt cóc con gái của Trần Thế An. Hắn ta gọi điện cho Trần Thế An để hai bố con nói chuyện với nhau. Lúc này, cảnh sát đã bố trí mọi thứ tại nhà của Trần Thế An. Niệm Vân đã mô tả hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng chưa kịp nói thêm nhiều thì Tống Bác đã cúp. Thông qua tín hiệu ngắn ngủi, cảnh sát đã xác định được vị trí phát ra cuộc gọi, nhưng phạm vi vẫn còn khá rộng. Cảnh sát bắt đầu đến khu vực đó để kiểm tra. Hà Quân nhận được tin cũng bắt đầu đến gần vị trí phát tín hiệu, đồng thời báo cho Minh Chiết. Sau khi nghe Hà Quân mô tả tình hình,
Minh Chiết nhận ra thủ đoạn của Tống Bác rất giống với vụ con gái hắn ta bị giết năm xưa, điều này cho thấy mục tiêu trả thù của hắn ta vẫn là Trân Thế An. Tống Bác muốn hắn phải thấy cảnh con gái chết thảm, nếm cảm giác giống như hắn ta năm xưa, vậy thì địa điểm gây án rất có thể là hiện trường Tống Phương Phương chết, nhà cũ của Tống Bác. Minh Chiết yêu cầu Hà Quân đến xác nhận, mà anh cũng đang trên đường đến đó, và đúng như phân tích của anh. Sau khi cho Trân Thế An nghe cuộc gọi của con gái, Tống Bác lại nhắn riêng cho hắn một tin, hẹn hắn đến nhà cũ và đe dọa không được báo cảnh sát. Khi Trân Thế An đến nơi, hắn đã cầu xin Tống Bác tha cho con gái mình, Tống Bác cũng không dây dưa. Hắn ta nói ra vị trí của Niệm Vân và bảo Trân Thế An tự đi mở cửa, nhưng tất cả chỉ là kế hoạch của Tống Bác. Minh Chiết đã đến trước và vật ngã hắn ta. Từ lời nói của hắn ta, Minh Chiết nhận ra không ổn, nhớ đến lời kể trước đó của quản giáo. Tống Bác sau khi bị bắt còn tự học hóa học và kỹ thuật cơ khí, Minh Chiết nhận ra có lẽ căn nhà có nguy hiểm, anh vừa định tiến lên cản. Không ngờ Hà Quân đã đến và ngăn Trân Thế An vào nhà kiểm tra. Khi cô mở cửa, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, cảnh sát đã tìm thấy và giải cứu Niệm Vân, cô đã báo tin bình an cho Trân Thế An ngay. Thấy Trân Thế An cười vui vẻ, Tống Bác bị còng tay đã dùng kỹ thuật mở khóa mà hắn học được mở còng tay, rút súng chuẩn bị bắn. Nhưng cảnh sát bên cạnh đã nổ súng bắn chết hắn ta trước, còn khi phát hiện ra Hà Quân thì cô đã bị nổ cháy khét rồi. Sau khi đưa đến bệnh viện, gia đình cô cũng đã đến, tất cả đều không muốn chấp nhận sự thật cô đã hy sinh. Xong chuyện, Minh Chiết càng không thể chấp nhận cái chết của cô, nghĩ mình có trách nhiệm rất lớn. Nhìn điện thoại cũ, anh biết chỉ có cách này mới cứu được Hà Quân. Nhưng lần này mãi mà điện thoại không thể kết nối. Nghĩ đến việc mỗi lần anh nói chuyện với Tào Trinh ở quá khứ đều là vì phá án. Vì vậy, Minh Chiết lại suy nghĩ về toàn bộ vụ án. Quyết định điều tra lại vụ trộm năm xưa và vụ án cô gái váy đỏ chết. Anh đến nhà Trân Thế An, thấy giữa phòng khách biệt thự để toàn thứ liên quan đến việc trừ tà. Trên tường treo ảnh hắn chụp với nhiều người bạn, trông rất không ăn nhập. Sau đó Minh Chiết hỏi Trân Thế An về vụ trộm năm xưa. Còn hỏi thêm một câu, sao Tống Bác lại trả thù bằng cách hóa trang Niệm Vân thành dáng vẻ của con gái hắn ta khi chết? Nghe những lời này, vợ Trân Thế An rót trà cũng không vững. Nhưng lời giải thích của Trân Thế An vẫn nhất quán với lời khai 19 năm trước, nói đêm đó đã tận mắt thấy Tống Bác trộm đồ rồi bỏ chạy. Về chuyện của con gái, hắn cũng không rõ Tống Bác nghĩ thế nào, hắn đoán có lẽ chỉ là để trả thù. Khi trở về sở cảnh sát, Minh Chiết đã phân tích lại những người liên quan đến vụ trộm. Kết quả là phát hiện những hộ gia đình bị trộm năm đó, tất cả đều xuất hiện trong một bức ảnh chụp chung tại nhà Trân Thế An. Lúc này anh mới hiểu ra, hóa ra bốn gia đình bị trộm đều là bạn bè. Như vậy, có thể Tống Bác bị bắt vào tù năm đó rất có thể là oan. Đúng lúc này, điện thoại cũ đã đổ chuông. Anh lại liên lạc được với Tào Trinh. Minh Chiết cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của Tào Trinh năm 1999. Anh lập tức kể lại tình hình điều tra vụ án cho Tào Trinh. Vì vụ trộm 1999 đã khiến Hà Quân ở chỗ Minh Chiết 2018 hy sinh, hung thủ vụ trộm năm đó là Tống Bác cũng bị bắn chết tại chỗ. Anh kể lại tình hình bên mình cho Tào Trinh nghe. Còn nói bốn hộ gia đình bị trộm năm đó đều quen biết nhau, thậm chí còn là bạn. Nếu năm 1999 họ cũng là bạn, thì đây là một vụ án có chủ đích. Hung thủ phải rất hiểu tình hình của bốn gia đình này. Vì vậy, rất có thể đây là một vụ án do người quen gây ra. Cậu đợi đã, đêm đó khi chúng tôi bố trí lực lượng, người bỏ trốn đã biến mất trước cửa nhà Trân Thế An. Hắn không thể tự nhiên biến mất được, nơi duy nhất hắn có thể trốn chỉ có nhà Trân Thế An, nhưng Trân Thế An lại bao che cho hắn. Điều đó chứng tỏ họ có quan hệ rất thân thiết mới khiến hắn mạo hiểm như vậy, không tiếc đổ tội cho Tống Bác. Rốt cuộc người này là ai? Sau khi họ nói chuyện điện thoại, Tào Trinh lại đến tìm Trân Thế An. Anh nói ra chuyện bốn gia đình bị trộm là bạn bè, nhưng Trân Thế An lại rất bình thản, cho rằng chuyện này không có gì. Nếu muốn hỏi thì hãy để Tào Trinh đến hỏi Tống Bác đang ngồi tù. Tào Trinh biết chắc chắn có vấn đề ở đây, khu biệt thự có nhiều người như vậy không trộm. Lại chỉ nhắm vào bốn người quen nhau để trộm, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Sau đó Tào Trinh cùng với Hà Quân vừa mới đến sở cảnh sát, chia nhau ra điều tra, xem đồ trang sức bị mất trong vụ trộm có bị tiêu thụ không. Vì khi đó sau khi bắt được Tống Bác, cảnh sát chỉ phát hiện hắn ta trộm một chuỗi vòng, còn những thứ khác vẫn chưa tìm thấy. Cuối cùng, khi đến một cửa hàng trang sức để hỏi thăm, Hà Quân đã thấy một vòng cổ giống hệt trong ảnh. Dựa vào manh mối này, Hà Quân và Tào Trinh đã đến hộp đêm, đưa một người phụ nữ tên Lan Lan về sở cảnh sát. Sau khi nói vòng cổ là đồ ăn trộm, Lan Lan cho biết cô ta không phải là người trộm. Hơn nữa cô ta cũng không quen biết Tống Bác. Vòng cổ là do trước đó cô ta lấy trộm từ tủ lạnh nhà một người đàn ông tên Tôn Ngọ Dương, mà Tôn Ngọ Dương là một trong bốn gia đình báo mất đồ. Sau đó cảnh sát đến nhà hắn khám xét và tìm thấy tất cả các đồ vật bị trộm. Họ cũng báo tin này cho Trân Thế An, người đã tố cáo Tống Bác. Cuối cùng Tôn Ngọ Dương bị kết án 2 năm tù treo, hoãn thi hành án 3 năm, còn Tống Bác được tuyên bố vô tội. Giờ sẽ giải thích lý do sao Tôn Ngọ Dương lại bị xử phạt như vậy, là vì ba gia đình còn lại đã tha thứ cho hắn, không muốn truy cứu trách nhiệm nên hắn mới bị phạt nhẹ vậy. Đối xử khác biệt này thì có là ai cũng nhận ra họ đã cố tình vu oan Tống Bác, còn về lý do thì có liên quan rất lớn đến một vụ án khác, vụ án cô gái mặc váy đỏ. Sau khi ra tù, Tống Bác cũng không nhàn rỗi, hắn ta biết mình bị vu oan nên tối đó đã đi tìm Trân Thế An đã tố cáo hắn ta để tính sổ. Khi theo dõi đến hộp đêm thì phát hiện hắn đang uống rượu với Tôn Ngọ Dương, trong lúc họ nói chuyện có nhắc tới gì đó liên quan đến kéo dài tuổi thọ. Sau khi biết điều này, Tống Bác tức giận xông vào phòng, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn. Một lát sau,
Tào Trinh nhận được tin báo và đến hộp đêm, vừa vào anh đã thấy Trần Thế An bị Tống Bác chọt chớt. Khi anh đuổi theo ra ngoài để tìm, thấy hắn ta đã bị cảnh sát bắn hạ vì vừa chọt Tôn Ngọ Dương. Tống Bác chỉ còn thoi thóp nói với Tào Trinh câu cuối cùng, giết Tôn Ngọ Dương kéo dài tuổi thọ. Khi tình hình vụ án thay đổi, thời gian quay trở lại năm 2018, sau khi ngủ một giấc, Minh Chích phát hiện vụ trộm đã được phá từ lâu, anh lập tức đến nhà Hà Quân và thấy cô vẫn còn sống, cuối cùng anh cũng thở phào. Điều đó có nghĩa là Tào Trinh đã bắt được thủ phạm thực sự, vậy thì tiếp theo là phá án vụ cô bé mặc váy đỏ. Vụ án này theo thời gian vẫn là một vụ án chưa được phá trong 19 năm. Khi Minh Chích đề nghị Hà Quân điều tra vụ án này, Hà Quân cũng nhớ lại, lúc đó sau khi cô và Tào Trinh bắt được Tôn Ngọ Dương, thủ phạm vụ trộm, họ cũng đã điều tra vụ án cô gái mặc váy đỏ, lúc đó họ đã theo dõi Tôn Ngọ Dương trong một thời gian dài. Trong thời gian đó, họ phát hiện hắn lắm trò, còn làm lễ trừ tà tại đám tang của Trần Thế An. Lúc đó, Tào Trinh nghi vụ trộm liên hoàn có thể liên quan đến vụ án cô gái mặc váy đỏ. Sau khi dự đám tang của Trần Thế An, Tào Trinh và Hà Quân lại đến nhà Trần Thế An, họ muốn hỏi vợ hắn, Trương Văn Lệ, về lý do sao Trần Thế An lại vô cớ tố cáo Tống Bác, nhưng cô ta lại giở vẻ người nhà nạn nhân ra và nói mình rất đau khổ. Thấy vậy, Tào Trinh cũng không tiện hỏi thêm gì. Sau khi đó, Hà Quân đã thấy Niệm Vân, con gái của Trần Thế An. Ấn tượng của cô về Niệm Vân là trông cô bé rất yếu ớt. Lúc này, Minh Chiết và Hà Quân lại đến nhà Trần Thế An để điều tra vụ án. Khi nhắc đến vụ trộm năm đó có liên quan đến vụ án cô gái mặc váy đỏ, Trương Văn Lệ tỏ ra có chút không tự nhiên. Lúc này, Niệm Vân xuất hiện, Hà Quân cũng để ý thấy sợi dây đỏ trên cổ cô giống như hồi nhỏ. Cô còn cố tình nhắc đến chuyện họ đã từng gặp nhau, cô đã từng gặp cháu rồi, vậy ạ, lúc đó cháu còn nhỏ lắm. Cô nhớ lúc đó sức khỏe cháu không tốt, luôn phải ở nhà dưỡng bệnh. Bây giờ thì sao rồi? Lúc đó là vì bố con bé mất. Vì quá đau buồn nên con bé bị ốm. Sau đó thì không sao nữa. Sau đó khi trở về sở cảnh sát, Minh Chiết đã viết ra tất cả án ở hai thời không ra. Phát hiện mục đích của Tống Bác ở thời điểm nào thì cũng là giết Trần Thế An. Cả khi ở thời không thứ hai, hắn ta được phán vô tội thì vẫn đến hộp đêm để giết người. Người khác thì thấy có thể hắn ta muốn chút giận, song chỉ có Minh Chiết biết, ở thời không đầu, Tống Bác đã bắt cóc Niệm Vân và hóa trang cô thành con gái mình khi bị giết. Điều này hẳn không chỉ nhằm vào Trần Thế An, anh nghi có một khả năng khác là Tống Bác biết chuyện gì đó. Vì vậy hắn ta cho rằng cái chết của con gái có liên quan đến Niệm Vân, Minh Chiết đã xem lại hồ sơ và lần này anh mới để ý thấy. Ngày tháng năm sinh của Niệm Vân khớp với ngày tháng năm sinh của Tống Phương Phương, hơn nữa còn có chiếc váy đỏ quan trọng. Những điều này có ý nghĩa gì? Anh đã nhập các từ khóa sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, váy đỏ và Baidu. Sau khi tìm, xuất hiện một thông tin liên quan đến thuật kéo dài tuổi thọ. Có một loại tà thuật dùng mạng đổi mạng, cần người sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, mặc váy đỏ. Những điều kiện này giống với vụ án cô gái mặc váy đỏ 19 năm trước. Và hình ảnh trên mạng cũng trùng khớp với hiện trường vụ án năm đó. Anh đoán vụ án chưa phá này liên quan đến mê tín kéo dài tuổi thọ. Anh lập tức báo tin này cho Hà Quân. Nghe những điều này, Hà Quân tỏ ra không tin. Cô bảo anh là cảnh sát thì đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng ngay sau khi cúp, Hà Quân lại nhớ lại, lúc trước khi cùng Tào Trinh đi điều tra Trương Văn Lệ, cô đã nghe anh hỏi về chuyện kéo dài tuổi thọ. Điều này khiến Hà Quân thay đổi suy nghĩ. Hôm sau, cô và Minh Chiết đã hẹn Niệm Vân ra ngoài. Hà Quân hỏi cô hồi nhỏ trông cô rất ốm yếu, sau này đã khỏi như thế nào. Niệm Vân nói đó không phải là bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là có một thời gian ngắn cô bị sốt nhẹ, đi khám và uống thuốc mãi mà vẫn không khỏi. Sau đó Trần Thế An bảo cô ngừng uống thuốc. Cuối cùng, Trần Thế An kêu bố nuôi kê cho cô bài thuốc dân gian để uống thì mới khỏi. Mà bố nuôi của Niệm Vân là Tôn Ngọ Dương, thủ phạm vụ trộm cắp năm đó. Nghe đến cái tên này, Hà Quân và Minh Chiết càng tin chắc hai vụ án này có liên quan. Tiếp đó họ đến tìm Tôn Ngọ Dương để hỏi. Phát hiện hắn còn đọc sách của Hawking, không ngờ ông còn thích Hawking đấy. Hawking là một nhà vật lý học vĩ đại, tôi rất thích ông ấy, bởi vì đọc tác phẩm của ông ấy có thể giúp tôi có được nhiều cảm hứng trong cuộc sống và sự nghiệp. Làm chuyện mê tín dị đoan cũng cần kiến thức vật lý sao? Cái gì cơ? Mê tín dị đoan á? Hà Quân kể lại chuyện đã thấy hắn làm phép năm đó. Tôn Ngọ Dương lập tức phủ nhận đã làm chuyện đó. Cô lại hỏi hắn có nghe nói đến thuật kéo dài tuổi thọ không? Nghe đến từ này, Tôn Ngọ Dương rất sốc, nhưng rất nhanh sau đó lại nói đó là tà thuật. Thế kỷ 21 này chẳng ai tin vào thứ đó nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn vừa rồi thì chắc chắn có chuyện gì đó. Trở về cục cảnh sát, mọi người lại xem lại hồ sơ vụ trộm cắp, muốn xem có thể tìm ra manh mối gì từ đó không, xem tang vật năm đó. Tôn Ngọ Dương lấy toàn là đồ trang sức và tiền mặt đắt tiền, nhưng có một băng ghi hình đã thu hút Minh Chiết. Điều này khiến anh nghi ngờ về mục đích ăn trộm của Tôn Ngọ Dương, vì hắn đã có biệt thự rồi, lại không thiếu tiền. Tôi nghĩ, Tôn Ngọ Dương muốn tất cả chúng ta đều nghĩ, ông ta ăn trộm chỉ vì tiền, từ đó che giấu mục đích thực sự của vụ trộm. Mục tiêu của ông ta hẳn là băng ghi hình, nhưng bây giờ vấn đề xuất hiện rồi. Chẳng phải họ là bạn sao, nếu muốn xem băng ghi hình, mà đó cũng đâu phải thứ gì giá trị. Mượn là được, sao phải trộm, tìm được nó là biết ngay, mà những món tang vật này đã được trả lại từ lâu rồi. Còn băng ghi hình thì đã được trả cho một người tên là Ngụy Vĩnh Sương. Hồ sơ cho thấy nhiều năm trước Ngụy Vĩnh Sương đã mất vì bệnh, con trai và vợ ông ta đã di cư ra nước ngoài. Cảnh sát nhanh chóng liên lạc với con trai ông ta là Tiểu Ngụy, từ chỗ anh ta.
Họ biết băng ghi hình đó được gửi đến nhà ông bà ngoại, sau đó cảnh sát đến lấy toàn bộ những thứ đó về, có tổng cộng mấy thùng. Khi phân loại, cảnh sát còn phát hiện một viên hổ phách, màu sắc rất đều nhưng là hàng nhân tạo, không có giá trị gì. Sau đó họ bắt đầu xem tất cả cuộn băng ghi hình. Cuối cùng, họ tìm thấy một cuộn băng ghi lại cảnh Tôn Ngọ Dương làm phép. Trong hình, có thể thấy sau lưng hắn còn treo một cậu bé mặc đồ đỏ, có vẻ hắn đã làm chuyện này không chỉ một lần. Mọi người xem chiếc đồng hồ này, nó giống hệt chiếc đồng hồ mà Ngụy Vĩnh Sương đã mất. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, thứ mà Tôn Ngọ Dương muốn ăn trộm năm đó là cuộn băng ghi hình này. Tôn Ngọ Dương năm đó là bạn của họ, sao lại phải ăn trộm? Điều này chứng tỏ vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa Tôn Ngọ Dương và ba người họ đã rạn nứt, sau đó họ lại bao che cho Tôn Ngọ Dương. Điều này chứng tỏ vào thời điểm đó, họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó, và thỏa thuận này liên quan đến việc đổ tội cho Tống Bác và giết Tống Phương Phương. Nhưng vì video quá mờ nên không thể dùng làm bằng chứng để bắt hắn, vì vậy, cảnh sát quyết định bắt đầu từ thuật kéo dài tuổi thọ. Sau đó Hà Quân dẫn người đến hiệp hội chống tà giáo. Từ chỗ chủ tịch hiệp hội, họ biết được một bước quan trọng của thuật này, đó là phải lấy tinh phách của người khác, mà tinh phách này là méo lấy từ một lỗ hổng ở giữa não, sau đó luyện méo này thành một vật phẩm để bên người người được kéo dài tuổi thọ thì mới hoàn thành. Nghe đến đây, Hà Quân nghĩ đến sợi dây đỏ mà Niệm Vân đeo trên cổ từ nhỏ, rất giống với mặt dây chuyền hổ phách mà cảnh sát tìm thấy trong thùng đồ của Ngụy Vĩnh Sương. Hà Quân lập tức tìm Niệm Vân lấy viên hổ phách đang đeo trên cổ cô. Tại sở cảnh sát, Tiểu Ngụy khi đối mặt với câu hỏi cũng nhớ ra viên hổ phách này là do Ngụy Vĩnh Sương tặng anh ta hồi nhỏ, hình như là lấy từ chỗ Tôn Ngọ Dương. Có được bằng chứng này, cảnh sát lập tức bắt Tôn Ngọ Dương về đồn. Ban đầu tưởng có thể bắt hắn khai ra ngay, ai ngờ sau khi kiểm tra viên hổ phách, viên Niệm Vân đeo chỉ là nhuộm bằng thuốc màu pha loãng. Viên mà Tiểu Ngụy đeo thì đúng là méo người, nhưng đối chiếu DNA thì không tìm thấy người phù hợp, bây giờ không có bằng chứng. Họ vẫn không làm gì được Tôn Ngọ Dương, Lưu Khang Sinh cũng ra lệnh giam giữ tối đa 24 giờ, nếu cuối cùng vẫn không có bằng chứng thì phải thả người. Để mau tìm ra manh mối, Hà Quân và Minh Chiết lại tìm đến chủ tịch hiệp hội chống tà giáo để phân tích, biết những kẻ làm tà pháp thường dùng công cụ được truyền nhiều đời, không dễ vứt bỏ, hơn nữa những kẻ này biết tội lỗi của mình rất lớn, mỗi lần gây án xong, chúng đều giấu công cụ ở nơi có núi có nước, hướng về phía mặt trời, chúng cho rằng như vậy có thể áp chế được tà khí trên pháp khí. Cảnh sát lập tức khoanh vùng một số địa điểm phù hợp trên bản đồ, mọi người tìm suốt đêm nhưng không tìm thấy gì. Trong khi đó, thời gian giam giữ cũng đã hết. Sau khi thả người, Tôn Ngọ Dương bảo tài xế lái xe thẳng đến sân bay. Đội Minh Chiết biết tin này đã chuẩn bị đến sân bay tìm cách chặn hắn lại. Trên đường đi, Minh Chiết bỗng chú ý đến tấm biển quảng cáo lớn của Tôn Ngọ Dương. Khu nhà mà hắn xây hiện là cao nhất thành phố. Nghĩ đến điều này, anh quyết định chia ra hành động, Hà Quân đến khu nhà đó tìm manh mối. Còn Minh Chiết thì đến sân bay tìm cách chặn hắn. Quả nhiên sau khi đến tầng cao nhất của khu nhà, Hà Quân phát hiện một hộp gỗ nhỏ được giấu kín. Bên trong hộp gỗ có chứa công cụ làm phép của hắn. Bên kia, sau khi đến sân bay, Minh Chiết đã đấm hắn một cú để ngăn hắn lên máy bay. Cả hai vì thế gọi đến phòng cảnh vụ. Tôn Ngọ Dương rất tự tin mình sẽ không sao, còn không ngừng khoe khoang ở đó. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, không ngờ vừa ra khỏi cửa, thứ chờ đợi hắn là một còng tay. Sau khi giám định phát hiện, trên bộ công cụ đó có DNA của Tống Phương Phương và DNA trong viên hổ phách. Trong khi đó, dấu vân tay và DNA của Tôn Ngọ Dương thì có khắp trên hộp. Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát cũng đưa Trương Văn Lệ đi. Sau đó Tôn Ngọ Dương cũng khai ra quá trình phạm tội năm xưa. Hắn phạm tội lần đầu tiên vào năm 1997. Lúc đầu làm vậy là để giúp Ngụy Vĩnh Sương cứu con trai. Họ thỏa thuận với nhau, sau khi thành công Tôn Ngọ Dương sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Lúc đó họ đã tìm rất lâu và cuối cùng đã bắt cóc được một cậu bé mồ côi. Sau khi Tôn Ngọ Dương bắt đầu làm phép, Ngụy Vĩnh Sương đã ghi lại toàn bộ quá trình để làm bằng chứng. Sau đó đến năm 1999, vì Niệm Vân liên tục bị bệnh, Trân Thế An nghe Ngụy Vĩnh Sương kể, Tôn Ngọ Dương có thể kéo dài tuổi thọ và ông ta còn xem cả quá trình. Nhưng Tôn Ngọ Dương vẫn luôn giả ngu, không chịu giúp. Trân Thế An thấy vậy bèn lấy chuyện đoạn băng ra uy hiếp, làm hắn vô cùng tức giận. Sau đó để tránh phải làm những việc như vậy nữa, hắn nghĩ đến chuyện trộm băng ghi hình, tiện tay trộm thêm một số tài sản để che giấu. Nhưng cuối cùng, Tôn Ngọ Dương lục tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy. Vì vậy hắn đã giấu toàn bộ số tiền trộm được ở nhà mình, còn báo cảnh sát mình bị trộm, sau đó vẫn không từ bỏ ý định đến nhà bố mẹ Ngụy Vĩnh Sương để xem thử. Kết quả là hôm đó, hắn bị cảnh sát phát hiện, trong lúc hoảng loạn đã chạy thẳng vào nhà Trân Thế An, còn Trân Thế An cũng giả vờ làm nhân chứng để bảo vệ Tôn Ngọ Dương, lần này lại bị bắt thóp. Hắn buộc phải đồng ý làm phép kéo dài tuổi thọ cho Niệm Vân, vì vậy họ đã cẩn thận chọn một bé trai và một bé gái. Ban đầu, Trân Thế An và Ngụy Vĩnh Sương đều thiên về bé trai. Vì là trẻ mồ côi nên sẽ không có ai điều tra, nhưng sau khi Tôn Ngọ Dương xem qua hồ sơ, hắn phát hiện bố của Tống Phương Phương là Tống Bác, người trước đây đã đưa đồ cho hắn để thoát hẳn khỏi hiểm nghi trộm cắp. Cuối cùng Tôn Ngọ Dương đã chọn Tống Phương Phương. Hắn đã lợi dụng lần Tống Bác đến giao hàng sau đó, ném chiếc vòng tay của mình vào xe của hắn ta, còn yêu cầu Trân Thế An làm chứng chống lại Tống Bác. Hắn đã lợi dụng lúc cảnh sát bắt giữ Tống Bác để đến nhà và giết Tống Phương Phương, sau đó luyện méo thành hổ phách và giao cho Niệm Vân. Sau này, hành vi trộm cắp của hắn vẫn bị phát hiện, nhưng vì họ cùng chung một thuyền, đám Trân Thế
Thế An không truy cứu sâu. Hôm đó, hắn đang uống rượu với Trần Thế An tại hộp đêm, ai ngờ Tống Bác ở cửa nghe thấy họ nói chuyện về kéo dài tuổi thọ, bèn xông vào giết chết Trần Thế An, mà khi hắn sắp bị Tống Bác giết thì cảnh sát ập đến và bắn chết Tống Bác. Trước đó không lâu, khi cảnh sát tìm hắn để nói về kéo dài tuổi thọ, hắn biết mình sắp lộ, vì vậy đã bảo Trương Văn Lệ mang hổ phách của Niệm Vân đến để tiêu hủy. Sau khi khai hết, hắn dẫn cảnh sát đến ngọn núi Hoang Vu, đào thi thể cậu bé hắn giết năm đó. Vụ án đến đây là kết thúc. Vụ án này cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.